dãy đồng đẳng của acetylen là bây giờ là chúng mình chữa rất là chậm phần alkin mà. Acetylen thì công thức tổng quát của nó là gì? Thì acetylen thì chúng ta nhớ cái quan trọng đầu tiên nó là C2H2. Được chưa? Vậy thì cái bọn alkin ấy, dãy đồng đẳng của alken, acetylen hay còn được gọi là alkin. Được chưa? Thế thì mình có này, công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alkin này. Công thức tổng quát của bọn dãy đồng đẳng là bọn alkin ấy thì chúng ta nhớ cái này nhá, là CnH2n trừ 2 điều kiện n lớn bằng 2. Được chưa? Đóng khung cái này lại. Ok. Công thức tổng quát của mọi thằng alkin là CnH2n trừ 2 với n lớn bằng 2, cái cháu nghe rõ chưa? Ok. Được chưa? Vậy này, mình có này là các hydrocarbon không no công thức tổng quát CnH2n trừ 2 n lớn bằng 2 và yêu cầu nữa là có liên kết 3, tại vì acetylen thì bên trong của nó là có liên kết 3, các cháu nhớ chưa? Thiếu cái liên kết 3 là không được, là chúng ta dễ bị nhầm với alkaden nhá. Đáng nhá. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án D ạ. Đấy, rất nhiều cháu bị nhầm với chỗ này nhá. Các cháu chú ý, được chưa? Cái câu số 2 là câu hỏi về có bao nhiêu hydrocarbon mạch hở. Câu này rất là hay luôn. Câu này rất nhiều cháu bị nhầm. Đây chúng mình đánh dấu lại tí, chúng mình quay trở lại chúng mình giải lại câu này sau nhá. Đấy, câu này có rất nhiều cháu bị nhầm, tí chúng mình quay trở lại chúng mình giải lại câu nào sau. Được chưa? Chúng mình giải câu số 3 cho các cháu coi này. Chúng mình giải câu số 3 này. Câu số 3 này cũng nhiều cháu bị nhầm lắm nhá. Câu số 3 này cũng rất rất nhiều cháu bị nhầm. Các cháu cùng quan sát chúng mình chữa này. Các cháu cùng quan sát chúng mình chữa câu số 3 cho các cháu nhìn nhá. Câu số 3 này. Nhìn kỹ vào nhá. Câu số 3 này có chứa hai liên kết pi. Khi đề bài hỏi một thằng có chứa hai liên kết pi thì mình phải nghĩ ngay đến nhá. Nghĩ ngay đến là thằng gì? Ankin. Ankin. Và thằng thứ hai là thằng alkaden. Alka dien. Các cháu nhớ chưa? Một thằng là ankin, một thằng là alkaden nhá. À, được chưa? Thằng ankin này, C4H6 này thì có này, một đây, mạch đầu tiên mạch C4 này. Một cháu này. Thằng thứ hai này. Hai cháu này. Được chưa? Đây nhá, đây là đồng phân số 1 alkin, đây đồng phân số 2 alkin, có thằng này không? Có thằng này không ạ? Không có ạ, tại vì là đây ba hóa trị nhá, nếu thêm 2 đây là thành 5. Được chưa? Hai đồng phân alkin, bây giờ xét đến đồng phân alkaden của thằng C4H6 này. Xét đồng phân alkaden của thằng C4H6 này. Alkaden này. Đây. Nối đôi đây, nối đây đây là 3 nhá. Tiếp tục này. Nối đôi đây là 4 nhá. Được chưa? Thử xem thằng mạch C3 này. Thử xem thằng mạch C3 đây, chúng mình vẽ thằng mạch C3 đây đây. Được chưa? Nếu nối đôi ở đây thì nối đôi còn lại nằm ở đây hoặc nằm ở đây. Nếu nằm đây thì là hóa trị 5 rồi, 1 2 3 4 5, không có, đúng chưa? Vậy là loại luôn. Thì những cái câu đồng phân này các cháu hay bị sai nhiều nhất. Vậy thì nếu mà là C4H6 mà trong phân tử chứa hai liên kết pi nhá thì có xét về alkin với alkaden. Thế nếu mà là alkin thì là có hai alkaden cộng 2 nữa. Vậy là tổng cộng nó sẽ có 4, 4 đồng phân. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Được chưa? Với cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì nó sẽ hay có những cái đề thi minh họa với những đề thi thử nghiệm, và các cháu nhìn thấy là nó có khá nhiều những cái câu của chương trình lớp 11. Thế nên các cháu cần phải chú ý nhá. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa nào? Mình sang câu số 4 nhá. Câu số 4 này. Có bao nhiêu ankin có công thức phân tử là C6H10? Bao nhiêu ankin có công thức phân tử là C6H10? Hỏi là ankin. Vậy thì trong phân tử phải có một liên kết 3CC. Đúng chưa? Nó phải có một liên kết 3CC. Vậy là tương đương với việc là C6H10 có bao nhiêu thằng ankin mà có một liên kết 3CC. Thế giờ chúng mình vẽ ra mạch C6 đây. Mạch C6 đây. Đúng không? Vậy thằng đầu tiên ở đây. Được chưa? Thằng thứ hai này. Nhìn kỹ chúng mình vẽ cho nhìn nhá. Được chưa? Thằng thứ hai đây. Được chưa? Đấy, thế thằng thứ ba này, nhìn kỹ này. Thằng thứ ba này. Nhìn thật kỹ vào. Đây, thằng thứ ba đây. Được chưa? Nếu chạy đến đây thì trùng thằng này, nếu chạy đến đây thì trùng thằng này. Vậy là mạch C6 là mình có 1 2 3 nhá. Được chưa? 1 2 3 nhá. Bây giờ tiếp tục này, sang mạch C5 này. Nhìn kỹ mạch C5 của chúng mình này. Mạch C5 này. Đây này. Liên kết 3 không thể điền ở đây, không thể điền ở đây, không thể điền đây được. Đúng chưa? Điền ở đây. Nhá, đây là thằng số 4. Ok. Tiếp tục này. Nhìn kỹ nha, nhìn thật kỹ vào cách chúng mình làm từng tí một. Được chưa? Nãy mình điền đây rồi, giờ mình điền đây được không? 1. Đây, vẫn thỏa mãn đúng không? Đây là thằng số 5. Ok chưa? Các cháu nhìn kỹ chưa? Đấy nhá. Đây là thằng số 5 này. Giờ chúng ta xem là
xem là đến cái mạch đây là mình xong mạch C6 nhá, mình xong mạch C5 rồi. Bây giờ mình đến cái mạch tiếp theo là mạch C4 xem nào. Mạch C4. Mạch C4 nhá. Nếu nối đây thì đây là hóa trị 3 rồi. Nếu thêm bất kỳ hai gạch nào nữa thì đều tạo thành hóa trị 5. Giả sử thêm đây là hóa trị 5 vứt. Được chưa? Tiếp tục này, vẫn là mạch C4, chúng ta còn một cách nữa. Đây. Đây. Đúng chưa? Thì đây là hóa trị 4 rồi, không thể điền được nữa. Thế đây này, điền hai này đây. 6. Các cháu nhìn rõ chưa? Vậy tổng cộng mình có mấy nhỉ? Đấy, có rất nhiều cháu sai. Đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Được chưa? Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi. 6 thôi nhá. 4 của chúng ta đáp án. À đấy, có rất nhiều cháu bị nhầm, các cháu chú ý này. Lưu những cái này về, đồng phân là rất hay bị tìm nhầm, bị tìm sai, bị tìm thiếu, bị tìm dư thì chung quy là nó vẫn là sai hết. Ok. Mình sang tiếp nhá. Câu số 5. Câu số 5 tên gọi. Câu số 5 tên gọi. Trong livestream này ở trong livestream nào cháu nào muốn đăng ký khoa học nhá. Cháu nào đăng ký khóa học khuyến mãi thì inbox chú. Được chưa? Khóa học của chúng mình là khóa học mất gốc đấy, mất gốc cho dành cho 2K3. Chúng mình dạy đến bài benzen rồi nhá. Thế bây giờ mình có sang câu số 5 này. Đề bài hỏi là CH3 này, CH3 này, C nối 3C này có tên là, cái này mình phải vẽ lại chứ nếu không là toang. Đây nhá, chúng mình bỏ thằng hero đi. Cởi áo ra nhìn cho kỹ. Đây. Muốn làm được mình phải cởi nó ra. Cởi ra thì mình mới nhìn rõ được. Đấy, cởi ra là bỏ thằng hero đi. Được chưa? Đúng chưa? Đúng không? Đây là C này, đây là C nhá. Đây C nhá, đây C nhá, liên kết 3 nhá, liên kết 3 nhá. Một C nữa này. C này nữa này, C này nữa này, nối với ba thằng nhóm CH3. Các cháu nhìn kỹ chưa? Ok. Ok. Được chưa? Ok nhá. Tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá. Nào. Ở đây mình có này. Mình đếm này. Mình đếm tiếp nhá, mình đếm tiếp nhá các cháu nhá. Quan sát kỹ nhá, mình đếm nhá. Mình đếm này. Đánh số này. Đầu tiên là mình phải đánh số. Đánh số vị trí liên kết 3 làm sao cho nó gần cái thằng mạch chính nhất. Nếu mình đánh số đây là 1 2 3, nếu đánh số đây là 1 2. Vậy ở mình phải ưu tiên là 1 2 3 4 5. Nhiều cháu đánh số ngược lại là sai. Tại vì đánh số ngược lại thì liên kết 3 nó không nằm ở carbon đầu mạch nhất. Mình phải đánh số làm sao cho liên kết 3 nằm ở carbon gần đầu mạch nhất. Được chưa? Thế vậy bây giờ mình gọi tên này. Đây vị trí số 4 này. Nhóm này một nhóm này, CH3, một nhóm CH3 nữa, phải là nhóm metin đúng không? Nó cùng đính vào vị trí carbon số 4. Vậy nó phải là 4,4 4,4 gạch ngang dimetin. 4,4 gạch ngang dimetin. Được chưa? Mẹ em phải bón phân. Được chưa? Mẹ em phải bón phân. Vậy nó là gì? Phân là pentan. Penta, đáng nhớ là pentan nhưng phải pentờ tại vì nó có liên kết 3 này. 2 in. Các cháu nhìn rõ chưa? Đấy là cách mà đọc nhá. 4,4 dimetin pentờ 2 in. Vậy chúng ta nhìn thấy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Thế mà rất nhiều cháu lại đi đọc lại thành đáp án C đấy. Được chưa? Ở đây chúng mình dạy là đáp án D rồi. Ngon lành cành đào nhá. Các cháu đã hiểu cách gọi tên chưa? Các cháu đã hiểu cách gọi tên chưa? Mình sang câu số 6 này. Câu số 6 này dễ một tí. Câu số 6 này dễ một tí. Thực sự là ưu tiên liên kết 3. Đúng rồi. Khi mà chúng ta gọi tên chúng ta phải ưu tiên liên kết 3 trước nhánh sau nhá. Nếu mà không có liên kết 3 thì ưu tiên nhánh, nhưng mà đây có liên kết 3 thì mình phải ưu tiên liên kết 3 trước. Nhớ chưa? Câu số 6 này. Câu số 6 này. CH3 này, C này, nối 3CH có tên là gì? CH3 này, C. Thế bây giờ nếu mà gọi chuẩn nhá thì mình đánh số thì đây là 1 2 3, nhưng mà liên kết 3 điền đây hay điền đây đều như nhau thì nó đều có thể là tên propin được. Nhưng mà propyl này không được này. Propyl là thằng này. Đúng chưa? Bỏ. Metinacetylene là cách gọi theo tên khác của thằng propin. Đây này, đây là nhóm metin. Đúng chưa? Đây là gốc acetylene. Nhá, bọn này có hai cách gọi mà. Một gọi đây là tên thay thế này, một gọi là tên thường này. Được chưa? Vậy thì cả A cả C đều được nên đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án C. Rất nhiều đứa chỉ chọn một mình A hoặc một mình C đều toang. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C, cả A và C đều đúng nhá. Cả A và C đều đúng. Ok chưa? Câu số 7 này. Dimetinacetylene.
Câu số 7 đề bài hỏi dimethyl acetylene, rất nhiều đứa quên rồi nhá. 2K2 cũng quên mà 2K3 này có khéo còn không nhớ gì cơ. Dimethyl acetylene. Thế thì nó bắt đầu đi từ thằng acetylene đã, mình vẽ thằng acetylene đã. C nối 3C này. Dimethyl đi đi là có hai carbon. Đấy. 1 2 đây CH3 đây. Đây CH3 đây. Đây là metin, đây là metin. Vậy thằng này là dimethyl acetylene. Được chưa? Vậy chúng ta nhìn vào trong đáp án thì mình chỉ có thằng nào thỏa mãn này. Chỉ có đáp án D là đúng nhất. Đúng chưa? Chỉ có đáp án D là đúng nhất thôi. Ok. Mình sang câu số 8 nhá, mình sang câu số 8 nhá. Cho ankin có công thức cấu tạo, tên thay thế của nó là, đấy cái phần gọi tên này rất là toang, nhiều đứa rất là không nắm được nhá. Câu số 8, ankin, thế mình phải vẽ được ra. Đây, bây giờ này. Đây là hai nhóm CH3 cùng đính vào thằng CH. Đây, CH này, hai nhóm CH3 thì đây là CH3 đính đây. Đây CH3 đính đây đúng không? Tiếp tục đến nối với một thằng carbon này, có liên kết 3 thằng carbon này, nối thằng carbon khác đây, đính tiếp vào CH3. Được chưa? Thế các cháu nhìn kỹ nha. Bây giờ bước 1 là phải đánh số. Đánh số làm sao mà cho carbon ở gần liên kết 3 nhất. Nếu đánh số đây là 1, 2, 3, nó đây là 1, 2, vậy phải đánh số ngược lại. 1, 2, 3, 4, 5. Phải ưu tiên liên kết 3 trước nhá. Phải ưu tiên liên kết 3 trước. Cả nhà nhớ chưa? Được chưa? Vậy này, bắt đầu này. Ở vị trí carbon số 4 có nhóm CH3. CH3 là nhóm metin. Vậy nó là 4 metin. Được chưa? 4 metin này. Mẹ em phải bón phân pentờ, được chưa? 2-in, tại vì liên kết 3 điền vào vị trí carbon số 2. Được chưa? 4-metin pentờ 2-in. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đấy đúng rồi, rất nhiều cháu làm đúng, chính xác. 4-metin pentờ 2-in, hoàn toàn chính xác luôn. Chúng mình giải cực kỳ chậm nhá, cực kỳ chậm để cho các cháu hiểu nhá. Cẩn thận không làm Hải quay xe toang. Đấy, rất nhiều đứa bị chết vì rất nhiều đứa chọn là 20 tin pen từ 3 in toang toang luôn toang. Được chưa? Nào chúng ta sang câu tiếp theo nhé. Câu số 9. Câu số 9 này cho ankin có tên là 4,4 dimethyl hex 1 in. À thế bây giờ nom nhé, thường những câu này kênh rất nhiều cháu bị nhầm. Các cháu nhìn kỹ này, hex là mẹ em phải, để mẹ em phải bón phân hóa, được chưa? Đấy nhá, cứ xòe tay ra là được. Mẹ em phải bón phân hóa, vậy hét là có 6 carbon. Mẹ em phải bón phân hóa 6 carbon nhá. Hét 1 in về liên kết 3 điền vào vị trí carbon số 1. 1 2 3 4 5 6. 4,4 dimethyl. 4,4 dimethyl. Vậy là ở vào vị trí carbon số 4 này có hai cái chìa rạch ra này. Dimethyl vậy là hai nhóm CH3. CH3 CH3. Nhìn rõ chưa? Ok chưa? Nhìn rõ chưa? Thế giờ chúng mình điền kỹ lại cho chúng ta nhìn nhá, xem nó là thằng nào. Vậy là liên kết 3 phải nằm ở đầu mạch. Thằng này liên kết 3 nằm ở giữa mạch toang. Được chưa? Liên kết 3 nằm ở đầu mạch. Và ở cái thằng thằng này là sai này, bởi vì ở đuôi nó là đuôi C25 cơ chứ không phải là đuôi CH3. À toang nốt, được chưa? Đấy. Úi rồi ôi, chết nhiều chưa? Chết như ngả rạ. Mình xem nhá. Xem thằng C có đúng không nhá. Thằng A thằng B sai rồi. Mình xem thằng C có đúng không? Đây, mình xem thằng C xem nào. Mình xem thằng C xem nào. Đây thằng C có đúng không? Thằng C cũng sai nốt bởi vì đuôi của nó phải là CH5 chứ không phải đuôi là CH3. Được chưa? Vậy là C sai đấy. Chú Minh thấy là có rất nhiều cháu chọn đáp án gần đúng với đáp án chính xác. Đáp án chính xác chúng ta phải là đáp án D. Cả A, B, C đều sai. Ok. Ok. Thấy không? Toang chưa? Đây, trong phân tử vinin acetylen, trong phân tử vinin acetylen có số liên kết sigma và số liên kết pi lần lượt là, được chưa? Thế vậy mình có này, vẽ là vinin acetylen, acetylen trước CCC đây, H đây, vinin đây, CH2 nối đôi CH. Nhìn rõ chưa? Vậy đây mình đếm nhá, mình đếm này, đây chúng mình vẽ lại cho chúng ta nhìn nhá. C này, H này, H này, được chưa? Nối đôi C này, H này, C này, liên kết 3 C này, H này. Được chưa? Giờ mình đếm này. Đếm đầu tiên để bài hỏi số liên kết pi, mình đếm pi trước. Một đối đôi thì có một pi này, một đối ba có hai pi. Vậy là 1 cộng 2 bằng 3. Được chưa? Đây tất cả đều là có 3 pi hết đây. Khôn thế rồi, thế thì ai sống cho. Giờ đếm này, liên kết đơn này, đều liên kết sigma. 1 2 3 4 5. Chú ý, trong liên kết đôi có một liên kết sigma 6, trong liên kết 3 có một liên kết sigma 7. Vậy tổng cộng có 7. Chúng mình đếm lại nhé. 1 2 3 4 5 6 7. Đếm cho nó nhanh. Vậy là 7 và 3 các cháu nhé.
Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 11. Câu số 11 đây. Cho phản ứng CH4 tạo thành X, tạo thành Y. Các cháu chú ý này, cái phản ứng của cái câu số 11 này rất hay thi Trung học phổ thông quốc gia nhá. Và cũng rất hay có ở trong đề kiểm tra ở trên lớp của các cháu nhá. Mình có này, CH4 tạo thành X. Thì lưu ý nhớ cho chúng mình cái phương trình này này. CH4 này, 1500 độ C. Được chưa? Thì tạo thành C2H2. Nhớ chưa? Được chưa? Vậy là thằng đầu tiên phải là CH2 không? A, B, C, D đều là CH2 hết. Được chưa? Sau đó này, thằng C2H2 nó có một cái phản ứng cực kỳ đặc biệt là dimer hóa nhiệt độ áp suất xúc tác để tạo thành C4H4 nhá. Chúng mình viết phương trình dưới dạng phân tử cho các cháu nhìn này, để các cháu dễ nhìn này. Được chưa? Viết phương trình phân tử này, nhìn nhá. C nối 3C này, H này, H này cộng với H này, C nối 3C này, H này để tạo thành này. Để tạo thành này. C này nối đôi này, C này, H này, thêm một H ở đây này, thêm C nối 3C, H ở đây này. Được chưa? Anh này có tên gọi là vinylacetylene. Chúng mình viết lại anh này cho các cháu nhìn nhé. CH2 nối đôi CH, C nối 3CH. Đây, chính là anh này đây. Vinylacetylene. Ok chưa? Vinylacetylene, vậy Y của chúng ta nó phải là vinylacetylene chứ không thể là butan được. Không thể butadien, không thể vinyl chloro. Mà đáp án đúng chúng ta nó phải là gì? Vinyl acetylene. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhé. 11 là đáp án C. Được chưa? 11 là đáp án C. Đề bài hỏi là X, Y, Z. Vậy chất X là CH2, chất Y là vinyl acetylene. Và dĩ nhiên vinyl acetylene này nó cộng thêm hydro. Đây, nó cộng thêm hydro trong xúc tác phở dê trên phở bò carbonat để tạo thành CH2 nối đôi CH gạch C nối đôi CH này nối đôi CH2. Được chưa? Đấy, phải có xúc tác phở dê trên phở bò thì mới ra được butadien. Các cháu nhớ nhá. Vậy thì đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C. Đấy. Một pha quay xe khá kinh khủng. Ok. Đấy thì vừa nãy chúng mình vừa nhắc lại rồi nhá, cái câu số 4 nhá, các cháu chú ý nhá, sửa lại cái câu số 4 của chúng mình. Đấy, câu số 4 đây. Câu số 4 của chúng ta là có mấy đồng phân nhỉ? Vừa nãy chúng mình vừa sửa lại cho các cháu xong. Câu số 4 đây, câu số 4 đây. Câu số 4 đây, C6 có đây. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, với cái cách phương pháp mà tìm đồng phân siêu khủng này của chúng mình thì mọi câu đều cân được hết. Vì vậy nên các cháu chú ý nhá, cái câu số 4 này chúng ta phải sửa lại là đáp án đúng là đáp án B. Ok. Nào, chúng ta sang tiếp. Câu tiếp theo, câu số 12. Câu tiếp theo câu số 12, ankin có khả năng tác dụng được với AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa màu vàng. Các cháu lưu ý này, cái phản ứng mà tạo kết tủa màu vàng cho thằng ankin ấy, phản ứng mà tạo kết tủa màu vàng cho thằng ankin ấy thì là khi và chỉ khi nó là ankin nhưng mà nó có liên kết ba ở đầu mạch thôi ạ. Ở đầu mạch nhá. Ankin có liên kết ba ở đầu mạch, có nghĩa thằng này đầu biếu đầu bò, hay nói cách khác tương đương với nó là bọn an một in. Các cháu nhớ chưa? Tương đương là nó phải là bọn an một in. Được chưa? Vậy này, chúng mình có này, chỉ có acetylen, chúng ta phải biết được acetylen là gì đã. HC nối 3CH. Đây, đúng này. Có liên kết ba đầu mạch. Với nó có đầu mạch, nó có chính thằng này là đầu mạch luôn rồi. Được, tất cả các ankin là toang. Nhá. Chỉ có acetylen và bút một in. Acetylen đây rồi, bút một in xem nào. Bút đây, một in. Thằng này cũng có liên kết ba đầu mạch, có hydro linh động. Vậy cũng có, đúng chưa? Vậy là A sai. Đấy chưa? Các ankin có liên kết ba đầu mạch an một in, cái này đúng nhất, đúng chưa? Cứ an một in là được, đúng chưa? Không phải chỉ có acetylen, không chỉ có bút một in, pentờ một in cũng được. Đây, pentờ một in cũng được, cứ có hydro đính với carbon liên kết ba nằm ở đầu mạch là được, được chưa? Vậy là đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta phải là đáp án D. Mình sang câu số 13 nè. Để thu được acetylen người ta dùng cách nào? Đấy, vừa nãy chúng mình vừa bảo chúng ta là có một cái công thức mình phải học, cái là mình phải nhớ ngay. Đúng chưa? Thế như chúng mình bảo là hoàn toàn chính xác đúng không? Đấy, các cháu nhìn thấy không? Vậy là nếu mà học chúng mình từ nãy thì cái đáp án A này là mình biết là được rồi này. Đúng chưa? Đây, CH4 1500 độ C tạo thành C2H2 cộng với 3H2, đúng nhá. Được chưa? Chẳng ai bao giờ dùng carbon cộng hydro để tạo thành C2H2 cả, loại IC. Được chưa? Thế còn ý B này, CaC2 đất đen cộng nước tạo thành Ca quá lần cộng CH2, đúng nốt, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, cả A và B đều đúng các cháu nhá. D, cả A và B đều đúng. Ok. Nhớ chưa? Cả A và B đều đúng. Câu số 14. Câu số 14 này. Từ acetylen có thể điều chế trực tiếp được. Ui, cái này hay lắm.
Cái này hỏi là bao nhiêu đứa bị, hỏi là bấy nhiêu đứa bị toang nhá. Câu 14, từ acetylen. Thế thì từ acetylen nhá, nó chúng mình viết phương trình này. HC này. HC nối 3CH cộng với HC nối 3CH, nhiệt độ, áp suất, xúc tác thì tạo thành H2C nối đôi CH gạch C nối 3CH. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Vậy đây đúng là vinil acetylen. Đúng chưa? Điều chế trực tiếp là qua một phản ứng. À được. HC nối 3CH cộng HCl ở xúc tác nhiệt độ thì tạo thành CH2 nối đôi CHCl. Ok, ngon. Đây đúng là vinil clorua. Được chưa? Vậy thì chắc chắn mình nhìn thấy A, B đều đúng thì chắc chắn là C rồi. Nhưng chúng mình vẫn viết cho các cháu xem phương trình nó tạo thành anhít acetic thế nào nhé. HC nối 3CH cộng với HOH trong môi trường HG2 cộng, trong H cộng thì nó tạo thành, nhìn kỹ này, HC này, H nối đôi CH này, OH. Nhưng các cháu nhớ cho chúng mình nhé, cái này nhớ cho đến kể cả lớp 12 cũng phải nhớ này, là OH đính vào carbon nối đôi không bền ngay lập tức chuyển thành CH3 CHO. Nhớ chưa? Phương trình này rất hay thi ạ. Phương trình này chúng mình nhắc lại rất rất hay thi ạ. Tất cả trong ba phương trình này đều phải thuộc, nhưng trong đó phương trình số 3 này phải nhớ nhất cho chúng mình nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, cả A, B, C đều đúng nhá. Chúng ta sang câu tiếp tục này. Câu số 15. Đấy, mình sắp phần bài tập rồi. Câu số 15. Trong phân tử ankin, câu số 15 này, trong phân tử ankin, hydro chiếm 11,11% về khối lượng. Có bao nhiêu ankin phù hợp? Thế các cháu phải nhớ được cái công thức tổng quát của ankin. Đầu buổi chúng mình dạy rồi. Đầu buổi chúng mình dạy rồi. Công thức tổng quát của ankin là gì? Là CnH2n trừ mấy? CnH2n trừ mấy? CnH2n trừ 2. Được chưa? CnH2n trừ 2. Các cháu nhìn nhé. CnH2n trừ 2 mà chiếm hydro chiếm 11,11,111% về khối lượng. Vậy này mình có này. Phần trăm về khối lượng của hydro thì bằng bao nhiêu đây? 2n trừ 2, 2n trừ 2 chia cho tổng khối lượng là 12n, 12n cộng 2n trừ 2 thì bằng 11,111 chia cho 100 thì bằng đây 11,111 chia cho 100. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được nhá. 2n mà chia cho 0,11. Và chúng mình phải bấm máy tính đã. 2n mà chia 0,11. 2 chia 0,11 thì bằng 0,111 mới đúng. 11111 bằng 18,000. Vậy đây là 18n trừ 18 thì bằng 14n trừ 2. Vậy suy ra ta có 18n trừ 14n thì bằng 4n thì bằng 18 trừ 2 bằng 16. Suy ra n của chúng ta bằng 16 chia 4 bằng 1. Ok, vậy là công thức của thằng ankin này nó sẽ là C4H2 nhân 4 là 8 trừ 2 là 6, C4H6. Ok. Với công thức của nó là C4H6 nhá, hỏi có bao nhiêu ankin phù hợp, hỏi có bao nhiêu ankin phù hợp nhìn nhá. Đây, mạch C4 này, trục đối xứng này, 1 2 này, mạch C3 này. Không được. Đúng chưa? Vậy đáp án là có hai ankin phù hợp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. B. Mình sang câu 16, một trong số những cái dạng mà rất hay thi của bọn ankin nhá. Câu số 16, một trong số những dạng mà rất hay thi của bọn ankin thì thế nào? Sau này các cháu sẽ dễ dàng gặp nó trong các cái bài kiểm tra hay những cái bài thi cuối năm học của các cháu ở trên lớp thôi. Hỗn hợp gồm propin và ankinic, mình phải viết được propin là gì? HC nối 3C CH3, đây là propin đúng không? Và ankinic tổng số mol của bọn này thì bằng 0,2 ạ. 0,2. Phản ứng vừa đủ với Ag nối 3 trong NH3. Ag nối 3 trong NH3. Số mol là 0,3. Các cháu nhìn rõ chưa? Số mol là 0,3 nhé. Thì các cháu chú ý này, các cháu hết sức chú ý cho chúng mình nhìn này. Ở đây có một cái công thức thần thánh. Một công thức của chúng mình này là số hydro linh động thì luôn bằng. Hydro linh động là gì? Hydro linh động, hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3, đính vào carbon chứa liên kết 3 các cháu nhé. Nhá. Hydro linh động là hydro mà đính vào carbon chứa liên kết 3. Được chưa? Thế thì số
hydro linh động sẽ chính bằng số mol của AgNO3 chia cho số mol của hỗn hợp ankim. Thì đây là chúng ta đi tìm số hydro linh động trung bình. Vậy số mol AgNO3 bằng 0,3, tổng số mol ankim bằng 0,2. Vậy cháu này bằng 1,5. 1,5 thì lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Vậy chứng tỏ một thằng có một hydro linh động. Và một hydro linh động mình nhìn này, propin có một hydro linh động rồi. Vậy đây chắc chắn là propin. Và một cháu còn lại phải có hai hydro linh động. Nhá. Một cháu còn lại phải có hai hydro linh động. Bây giờ chúng ta đi tìm xem thằng nào có hai hydro linh động. Etin này, etin H H đúng có hai linh động chưa? Là đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn. Bút bột in thì sao? Bút bột in đây. Viết ra cho nó nhớ nhá, thằng này chỉ có một hydro linh động thôi. Toang không thỏa mãn. Bút hai in thì sao? Bút hai in đây, còn chẳng có hydro linh động nào. Toang. Vinin acetylene. Đây vinin acetylene đây. Cũng chỉ có một hydro linh động thôi. Toang. Hydro linh động là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3 các cháu nhá. Vậy là toang luôn. Ok. Sang câu 17 nào. Các cháu thấy câu này hay không? Đấy, skill của chúng mình nhá. Mình sang câu số 17 này. Câu số 17 đây. Đốt cháy hoàn toàn V-lít một ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít một ankin nhá. Chúng mình có cái khóa live VIP nhá. Khóa live VIP dành cho 2K3. Đăng ký khóa live VIP 2K3. Ok chưa? Khóa live VIP chúng mình dạy kinh lắm. Mỗi buổi dạy 1 tiếng rưỡi. Một tuần học 2 buổi. Chúng nó học khủng cực. Câu 17 này. Học từ ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin. Đốt cháy hoàn toàn V-lít 1 ankin. Thu được. Thế mình phải nhớ được công thức tổng quát của ankin nhá. Tổng quát của ankin CnH2n-2. Trong lớp live VIP của chúng mình toàn là các trai xinh gái đẹp luôn. Toàn là trai xinh gái đẹp. Đại học Y Hà Nội. Có bạn hàng khoai hay comment đấy. Mình có này, số mol của nước bằng 5,4 chia cho 18. 5,4 chia 18 bằng bao nhiêu? Đây, 5,4 chia 18 bằng 0,3. Đây, số mol nước bằng 0,3. Tất cả sản phẩm cháy thì nó sinh ra cả CO2 nữa. Cho hết vào bình đựng nước vôi trong, CaO gấp 2 lần. Chúng ta có này, rất nhiều cháu chúng mình hỏi chúng mình về cái này, M bình tăng là như thế nào ạ? Đúng chưa? M bình tăng là bằng tất cả những cái gì vào bình, cái gì ném vào bình, nước và CO2. Vậy chính bằng M của CO2 cộng với M của nước ạ. Được chưa? M bình tăng chính bằng M CO2 cộng M nước. Vậy mình có M bình tăng là 25,2 thì bằng M CO2 cộng với M nước là 5,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được M CO2. 25,2 trừ đi 5,4, các cháu cũng hiểu không nhỉ? Đấy, ra được M CO2 nhá là 19,8 nhá. M CO2 bằng 19,8 thì ngay lập tức chúng mình sẽ tìm được số mol CO2 chia 44 bằng 0,45 mol. Thế là mình ra được số mol CO2 bằng 0,45. Ok chưa? Các cháu ơi, các cháu chú ý này, chú ý một cái công thức cực kỳ bá đạo của bọn ankin nữa nhá, một công thức cực kỳ bá đạo của bọn ankin. Đấy, mà các cháu cần phải nắm được. Đó là gì? Số mol của ankin, nhớ nhá, một điều cực kỳ đặc biệt thì luôn bằng số mol của CO2 trừ số mol nước. Đóng khung cái công thức để lại cho chú nhá. Đóng khung cái công thức để lại cho chú. Gối đầu mang đi ngủ luôn. Gối đầu mang đi ngủ luôn. Được chưa? Số mol ankin thì bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Vậy mình có này, số mol CO2 đây bằng 0,45 nhá. Số mol CO2 đây bằng 0,45. Số mol nước ở đây bằng 0,3. Vậy 0,45 trừ 0,3 bằng 0,15. Ok chưa? Vậy này bằng 0,15 nhá. 0,15 vậy thì hoàn toàn mình tìm được V luôn. Chẳng cần phải tìm ankin là gì. 0,15 mà nhân với 2,4. 0,15 nhân 2,4 bằng 3,36 lít nhá. 3,36 lít, được chưa? Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 3,36 lít, đáp án đúng đáp án A. Ok, hiểu chưa? Hiểu chưa? Ở trong này có cái công thức này cực kỳ quan trọng nhé. Số mol ankin bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Nhớ này, 2K4 ở ngôi đấy cũng học được. Học vượt cấp một tí cũng được, có sao đâu, đúng không? Học vượt cấp một tí năm sau dễ kiếm gấu. Câu 19 này. Nhìn kỹ nhé, đấy, cứ đi vượt cấp, vừa nhắc nó vượt cấp xong. Câu 18 này. 4g một ankin. Thế mình lại phải nhớ công thức tổng quát của ankin. CnH2n
trừ 2. Nhớ nhá, công thức tổng quát của mỗi ankin là CN2N trừ 2. Nó trùng với công thức tổng quát của alkadien đấy. Làm mất màu tối đa 100 ml dung dịch chứa brom. Brom này, số mol 2 nhân 0,1 bằng 0,2. Lưu ý này, bên trong thằng alkadien, à thằng ankin có hai liên kết pi. Do có hai liên kết pi thì nó sẽ ăn hai brom. Nhớ nhá, cứ một ankin thì ăn hai brom. Được chưa? Được chưa? Một ankin ăn hai brom. Vậy mình có này, số mol của ankin luôn 0,2 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,1. Ok. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được phân tử khối của ankin sẽ bằng khối lượng này 4 chia cho 0,1. Được chưa? 4 chia 0,1 thì bằng 40. Mặt khác, anh này lại có phân tử khối bằng 12n cộng 2n trừ 2. 12n cộng 2n trừ 2. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được n bằng 42 chia 14. 3. N bằng 3. N bằng 3, vậy mình thấy vào công thức này, vậy nó là C3. Bỏ C5, bỏ C2, bỏ C4. Vậy đáp án đúng chúng ta là C3H4 nhá. C3H4 này. Dễ hơn cả húp cháo của người yêu cũ này. Đúng không? Dễ hơn cả húp cháo của người yêu cũ. Sang câu 19. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankin. Ankin CnH2n trừ 2, số mol 2,24 chia cho 2,4 bằng 0,1. Đốt cháy thì thu được CO2 8,96 chia 2,4 0,4. Vậy tới đây mình tìm được số carbon bằng 0,4 chia 0,1 bằng 4. Số nguyên tử carbon bằng 4. Nhìn rõ chưa? Số nguyên tử carbon bằng 4 nhá. Ý A này 2 carbon, ý B này 3 carbon này, ý C này 4 carbon, ý D 4 carbon. Ngon. Đấy, thế từ từ. Chú ý này. Lưu ý này, X tác dụng được với AgNO3. Nhìn rõ chưa? X tác dụng được với AgNO3. Vậy nó phải có liên kết 3 đầu mạch. X tác dụng được với AgNO3, các cháu nhìn nhá. Thằng này có liên kết 3 đầu mạch không? Không, không có hydro linh động. Toang. Vậy chỉ còn gì? C. Chất này tác dụng được với AgNO3 bởi vì có hydro linh động. Ngon lành cành đào chưa các cháu? Ngon lành cành đào chưa? Ngon lành cành đào chưa? Sang câu 20 nhá. Nghe này, phần tính chất hóa học để dành sang tối thứ 5 mình học tiếp nhá. Nay mình giải nốt câu 20 với một câu ở cái phần đầu nữa. Được chưa? Câu 20 này, câu 20 rất là khó luôn. Nhìn này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2. C2H, câu này hay cực. Đứa nào làm được câu này được gọi là thần thánh luôn. C2H4. C2H6. Đốt cháy hoàn toàn thì thu được CO2 số mol 6,72 chia 2,4 bằng 0,3. Nước, số mol nước 5,4 chia 18 cũng bằng 0,3 luôn. Được chưa? Nhìn rõ chưa? Nhá, đều là 0,3 nhá. Thế các cháu ok chưa? Thế bây giờ này các cháu nhìn này. Các cháu nhìn này chúng mình chỉ cho này. Mặt khác, hydrat hóa hỗn hợp X, vậy là đây là hỗn hợp X nhé, cộng với lại nước. Được chưa? Rồi mang sản phẩm đốt cháy hoàn toàn, thu được sản phẩm. Rồi đốt cháy, thu được CO2. Đề bài hỏi thể tích CO2 thu được là. Câu này rất dễ luôn. Dễ với những đứa nào mà muốn nhìn, còn khó với những đứa nào mà không muốn nhìn. Nhìn nhá, nhìn này. Vậy có phải là suy ra số mol carbon trong X, suy ra số mol carbon trong X có phải bằng số mol CO2 không? Đúng không? Bởi bảo toàn carbon mà, carbon trong X thì chu hết vào CO2. 0,3. Thế cho thầy Châu Minh hỏi này, X tác dụng với nước thì có ảnh hưởng đến carbon không? Không, đúng không? Vậy mình bảo toàn carbon, mình có số mol carbon trong X cũng chính bằng số mol carbon trong sản phẩm. Cộng nước không ảnh hưởng. Mà số mol carbon trong ảnh sản phẩm khi đốt cháy thì cũng chính bằng số mol CO2. Vậy chỗ này bằng 0,3. Được chưa? 0,3 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 6,72. Ui giời, sao này? Sao này giải dã man không? Sao này giải dã man con ngan không? Kinh khủng không? Kinh khủng chưa? Các cháu, đấy, bây giờ mình các cháu nhớ này, tính chất hóa học này để buổi sau mình làm nhá, buổi tối thứ 5 nhá. Bây giờ mình quay trở lại, có một cái câu khó khó mà chúng mình để lại đây. Câu số 2 này chúng mình đánh dấu sao để lại vì sợ, đúng không?
Các cháu comment đáp án câu số 2 nhá, tí chúng mình tặng quà nhá. Comment đáp án câu số 2 đi, tí chúng mình tặng quà. Nhìn câu số 2 này. Có bao nhiêu hydro carbon mạch hở? Có công thức phân tử là C5H8. Không kể đồng phân hình học. Loại bỏ đồng phân hình học rồi. Nhìn rõ chưa? Mà là C5H8. Được chưa? Thế thì chúng mình dặn này, cứ nhìn thấy dạng là CnH2n-2, nhưng nãy làm mình nghĩ ngay đến ankin và ankadien. Vừa nãy chúng mình vừa dạy một cái skill để mình làm tìm được phân bón ankin mà không bao giờ bị sai rồi, đúng chưa? C5H8, CnH2n chỉ có một liên kết ba, được chưa? Được chưa? Chỉ có một liên kết ba. Nhìn rõ chưa? Vậy ở đây nhé, mạch C5. Ok chưa? Trục đối xứng này. Vậy đánh số chỉ vị trí liên kết 3 này. 1, 2. Tiếp tục này. Mạch C4 này. 3 không đến đây, không đến đây, không đến đây được. Vậy là có 3 đồng phân ankin. Nhá. Bây giờ sang đồng phân ankadien. Ankadien. Đây, nhìn ankadien đây. Mạch C5 này. Nối đôi điền đây. Đúng không? Vậy, nối đôi nữa có thể điền vào đây. 4 này. 5 này. 6 này. Không kể đồng phân hình học nên là may lắm rồi. May có điểm số chúng mình không viết ra thì không phải đi tới Tây. Nhìn tiếp nha. Nó đôi đây. Thì đây là thằng số 7. Không đẻ ở đây được. Đẻ ở đây là trùng. Trùng với thằng số 5. Nhá. Tiếp tục này. Mạch C4 này. Mạch C4 này. Nối đôi điền đây. Không thể điền đây được bởi vì đủ hóa trị 4 rồi. Đúng không? Vậy đây là thằng số 8. Được chưa? Nào, hai đáp án gì? Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chưa? 3 đồng phân ankin cộng với lại 5 đồng phân ankadien. Chú ý đây, bài không hỏi là không kể đồng phân hình học rồi nhé. Không kể đồng phân hình học rồi nhé. Nhiều đứa comment 6 kìa, toang kìa. Đấy, nhìn kỹ xem bao nhiêu. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Các cháu nhìn xem. Đấy, đáp án 8 thẳng nhá. 8. Đáp án đúng đáp án B. 8. Nhìn kỹ chưa? Ankin này, 1 2 này, 3 này, ankadien này, 4 5 6 này, 7 này, 8. Ok. Đấy, các cháu thấy chưa? Đấy. Rất là dễ thôi đúng không? Rất là dễ. Câu số 21. Dung dịch AgNO3 trong amonia có môi trường bazơ. Trong quá trình mà mình làm bài tập này này thì các cháu có cái vấn đề gì thắc mắc hay khó khăn gì về môn hóa thì hoàn toàn có thể comment ở dưới này để chú Minh có thể giải đáp cho các cháu nhá. Đây này, AgNO3 trong amoniac thì mình có amoniac của chúng ta là NH3, được chưa? NH3 là amoniac, vậy NH3 có môi trường bazơ. Vậy anh này có môi trường bazơ là đúng, một đúng nhá. 252 này. Các ankin cháy đều tỏa nhiều nhiệt và cho NCO2 lớn hơn N nước. Thế chỗ này mình phải viết cái phương trình cháy của amin, của akin. Nào, các cháu chú ý vào đây nhé. Các cháu chú ý vào bài học nhé. Bây giờ mình đến giờ học rồi. Mình có anh này là CnH2n-2 này, đốt cháy để cộng với lại oxy này, sinh ra được NCO2 này, cộng với lại N-1H2O này. Đúng chưa? Các akin cháy tỏa nhiều nhiệt cho NCO2 lớn hơn N nước. Đấy nhá, mình nhìn thấy nhá, để bài cho chúng ta là NCO2 lớn hơn N nước. Vậy này, mình thấy khi mình cân bằng xong thì nếu số mol thằng này là 1 thì số mol thằng này là N, thì số mol thằng này là N-1. Vậy mình nhìn thấy là số mol nước luôn lớn số mol CO2 đúng không? Bởi vì N luôn lớn hơn N-1 mà. Vậy thì hoàn toàn ở đây mình có là 2 của mình là đúng nhá các cháu nhá. 2 của mình là đúng nhá. Tiếp tục này, ý 3 này, nguyên tử hydro đính vào carbon mang liên kết 3 có tính liên linh động cao. Đây, hydro đính vào liên kết 3 như thằng này, C nối 3C H, đúng không? Vậy đây đúng là hydro đính vào carbon chứa liên kết 3 chưa? Vậy đúng là nó có tính linh động cao đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta lại tiếp tục cháu này đúng tiếp. Đúng chưa? 4 này, phản ứng cộng của ankin không tuân theo quy tắc Markovnikov, cái này là sai nhé. Cái này ở trong sách giáo khoa đã nói rất là kỹ là phản ứng cộng, ở trong quyển sách hữu cơ 11 của chúng mình cũng nói rất kỹ chỗ này. Đúng chưa? Là nó tuân theo quy tắc Markovnikov nhá, không phải là không tuân theo, sai nhá. Tiếp tục này, 5 này, chỉ có acetylen cộng nước mới thu được anhít, chúng ta chỉ viết phương trình nhá. Thì acetylen đây CH này, nối 3 này. Cái phương trình này các cháu rất hay sai. Chúng mình viết cho các cháu nhìn nhé. CHO này, đây trong môi trường H cộng này, trong HG2 cộng này. Các cháu nhìn thật kỹ nhé. Thì ở đây mình sẽ có này, tạo thành này, CH này, 2 này, nối đôi này, CH này, OH này. Rất là buồn khi mà cái anh OH này này,
Các cháu chú ý này, rất là buồn này, khi mà mình có này cái anh OH này đính vào carbon chứa nối đôi này thì không bền, ngay lập tức nó chuyển thành CH3 CHO. Được chưa? Thế nhưng mà đề bài nói là chỉ có acetylen khi cộng nước mới thu được anhít là sai. Được chưa? Cái từ chỉ là sai, thường những cái nào mà có từ chỉ là sai. Ok? Vậy ở đây thì mình có này. 1 2 3 3 nhận định đúng, được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án C. Ở trên này chú Minh thấy là có rất nhiều cháu bảo là chú ơi cháu không có crust. Ok? Chú cũng không có crust đâu, nhưng mà mình cứ học giỏi là mình sẽ có crust thôi. Cố gắng lên nhé các cháu nhá. Nào, ở đây thì có bạn là QL hỏi là quy tắc Markovnikov là gì? Quy tắc Markovnikov là quy tắc chân dài cặp với đại gia. Ví dụ nhá. Đây, những cháu nào mà không biết quy tắc Markovnikov thì đây, chúng mình viết cho nhìn. Đây CH này, đây là CH3 này. Khi mà cộng với lại H X thường HBr đi, các cháu hay học là HBr thì này nhìn nhá, H3 này, C này, nối đôi đứt ra này, chia hai vạch ra này, CH3 vẫn giữ nguyên này. Bây giờ Br là chân dài. Được chưa? Các cháu cứ coi Br chân dài nhá, chân dài cặp với đại gia, đây là carbon bậc 1. Đây carbon bậc 1. Vậy anh này là carbon bậc 1, 2, carbon bậc 2. Đây nhìn này, giữa xung quanh là tất cả là nhà mái ngói. Tự nhiên có anh này nhà 2 tầng, vậy anh này là đại gia của xóm mái ngói. Được chưa? Vậy chân dài khi mà bước vào trong cái xóm mái ngói này sẽ ưu tiên chọn anh nhà cao to nhất, đúng chưa? Vậy Brom sẽ ưu tiên vào đây và H ưu tiên vào đây. Đây là sản phẩm chính, hay còn được gọi là quy tắc cộng Markovnikov các cháu nhé. Đây là quy tắc cộng Markovnikov. Đúng rồi, ok, chính xác. Chân dài cặp đại gia chân lương, hoàn toàn chính xác. Ok. Nào, xong nhá, mình sang câu số tiếp theo nhá, câu số 22 nhá. Cái buổi live ngày hôm nay là buổi live tiếp tục cho cái buổi live hôm thứ ba. Và các cháu chú ý rằng là hôm nay là mình live cái buổi cuối cùng về alkin, sau đó là sang tuần sau là mình live về alkaden nhá. Sang thứ 3 tuần sau mình có lịch học cố định là thứ 3, thứ 5 là vào 20:30. Được chưa? Hàng tuần tối thứ 3, tối thứ 5, còn lại tối thứ 4, thứ 4 này, thứ 6 này, thứ 7 thì học trong nhóm live của chú Binh nhé. Học trong nhóm live của chú Binh. Được chưa? Học trong nhóm live của chú Binh thì có link ở ngay cái bài đăng này. Được chưa? Đây này, chúng mình có một cái nhóm live. Các cháu nhớ là các cháu vào bên trong cái nhóm live này để mà học cái bài live của chúng mình nhé. Đây nhóm live của chúng mình tên đây này. Đây là 2K3 học live free, nhìn thấy chưa? 2K3 học live free, đấy kích vào đây. Đấy, trong này là chúng mình live hàng, trong này là có live hàng ngày luôn nha các cháu chú ý nhá. Đấy. Những cháu nào mà muốn học live free thì có thể chui vào trong cái nhóm đấy của chúng mình. Được chưa? Live đây là, thế là lịch live của chúng mình dành cho 2K3 nhá. Là thứ 3, thứ 5 là live ngoài fanpage này. Thứ 4, thứ 6, thứ 7 là live trong nhóm live. Được chưa? Ok chưa? 2K3 nhớ chưa? 2K3 nhớ chui vào trong cái nhóm đấy để học cùng chúng mình nhá. Là chúng ta sang tiếp tục câu số 22. Các cháu cùng comment đáp án câu 22 với chúng mình xem nào. Xem tình hình học hành nào hay không, toang hết rồi. Khéo toang sạch rồi. Ok. Nào, mình tiếp tục nhá. Mình tiếp tục nhá, sang câu 22. Số đồng phân alkin của C5H8 phản ứng tạo kết tủa vàng với AgNO3 trong NH3 là. Được chưa? Nào, cái này không có trang mấy Thành Hoàng ạ. Mình có nhá. Số đồng phân alkin của C5H8 phản ứng với kết tủa vàng trong dịch AgNO3 trong NH3 là. Các cháu ơi, bây giờ là đến giờ học rồi, thế nên là các cháu đừng comment thả thính nhau nữa mà comment đáp án, tập trung vào bài học nhé. Chúng mình muốn là cái buổi học này chúng ta học cực kỳ chất. Và đây là cái bài học này là bài học dễ thôi, là bài học dễ, là chúng mình dạy cho các bạn bị mất gốc. Thế còn những bạn nào mà có gốc rồi thì không cần phải theo dõi bài này, thì nhờ các cháu học giỏi thì tác giúp chúng mình các bạn bị mất gốc 2K3. Các bạn mà học hóa mà sợ ấy nhá, các bạn mà sợ hóa ở trên lớp vào đây để chúng mình cứu giúp các cháu nhá. Mình có này, câu 22 này, số đồng phân của C5H8 tạo kết tủa vàng với AgNO3 trong NH3. Thế thì tạo kết tủa vàng với AgNO3 trong NH3 này thì tương đương với việc là nó có hiđro linh động. Được chưa? Hiđro linh động thì tương đương với nó là hiđro đính vào carbon chứa liên kết 3. Được chưa? Vậy nhá. Vậy là chỉ cần là hiđro đính vào carbon chứa liên kết 3 là xong. Được chưa? Vậy mình có này, C5H8 này, mình vẽ mạch ra nhá. Nhìn nhá. 1 2 3, 4, 5, H ở đây. Được chưa? Một cháo. Tiếp tục này. Đấy nhá, mình có mạch C4 này. Thì mình không thể điền liên kết 3 đây được, đúng không? Mình chỉ có thể điền liên kết 3 đây được thôi. Đấy, đây là cháo thứ hai. Vậy thì suy ra là số đồng phân alkin C5H8 mà phản ứng tạo kết tủa vàng với dung AgNO3 trong NH3 thì chỉ có anh này là anh số 1 này, anh này là anh số 2. Vậy là mình chỉ có hai anh thôi, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ok. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Chúng ta tiếp tục này, sang câu tiếp theo, câu số 23. Câu tiếp theo, câu số 23.
hóa chất và dấu hiệu dùng để phân biệt bút 1 in và bút 2 in. Thế thì ở đây chú Minh nhắc cho các cháu biết một cái điều chú ý nhé. Sau khi mình có cái anh này rồi thì tất cả những cái thằng mà có hydro linh động ấy thì đều có thực hiện phản ứng tác dụng với lại AgNO3 trong NO3 tạo thành kết tủa vàng. Thì ở đây chúng ta có một cái chú ý nhé. Chú ý là an 1 in, cứ an 1 in thì tác dụng với AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa vàng. Và đây được ứng dụng để nhận biết cái bọn an 1 in. Được chưa? Đấy, cái này được ứng dụng để nhận biết cái bọn an 1 in. Các cháu nhớ nhé. Ứng dụng để nhận biết bọn an 1 in. Vậy đây mình có này, bút 1 in này, chúng mình vẽ ra cho các cháu nhìn nhé. Bút 1 in này. Đây, đây là bút 1 in này. Bút 2 in này. Đây, anh này là bút 2 in đây. Đây là bút 2 in. Được chưa? Đây là bút 2 in đúng không? Một thằng là bút 1 in, một thằng là bút 2 in. Được chưa? Dung dịch AgNO3 trong NH3. Nếu sử dụng AgNO3 trong NH3 thì chúng ta nhìn thấy thằng này có hydro linh động đúng không? Vậy thì AgNO3 vào hydro linh động thì tạo thành kết tủa màu vàng. Thằng này không hiện tượng, vậy nhận biết được, đúng chưa? Vậy thì hóa chất và dấu hiệu dùng để phân biệt bút 1 in và bút 2 in là đáp án đúng, là đáp án A. Được chưa? Các cháu nhớ nha. Phần này có thi trung học phổ thông quốc gia nhá, Nguyễn Như Thảo. Các cháu mà 2K2 mà mất gốc thì cũng học luôn cái bài này luôn, bởi vì phần này có thi trung học phổ thông quốc gia. Được chưa? Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 24 các cháu nhé. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 24. Câu tiếp theo câu số 24. Với chất xúc tác là HGSO4 trong môi trường axit thích hợp, khi hydrat hóa acetylen thì thu được sản phẩm nào dưới đây? Được chưa? Mimeo không xem được à? Không xem được thì xe lại về tường trong chốc, nó về xem sau nhá. Những cháu nào mà không xem được thì thử thoát ra xong vào lại, hoặc là xe lại về tường xong rồi chốc nó vào xem sau nhá. Mình có này, câu 24 này. Với chất xúc tác HGSO4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp, khi hydrat hóa acetylen, acetylen đây HC nối 3 CH, được chưa? Hydrat hóa là cộng với HOH nhá, trong môi trường HG2 cộng, trong H cộng thì mình có này, HC này, một nối đôi bị một liên kết pi đứt ra, một liên kết pi đứt ra, đây CH chìa hai cái này ra. Được chưa? Vậy mình có này, ở đây OH đính vào đâu cũng được thì OH đính vào đây, H đính vào đây ngay lập tức không bền, các cháu phải chú ý cái phương trình này nhá. Ngay lập tức không bền, nó tạo thành là CH3CHO. Anh này tên gọi là anđehit acetic, đáp án đúng là đáp án B. Anđehit acetic. Ok. Mình sang câu tiếp theo là câu số 25. Câu tiếp theo câu số 25. Cho acetylen mà tác dụng với HCl thì thu được chất X. Acetylen anh này, CH nối 3, CH2 vậy lệ. CH vậy thì để mà làm được giỏi hóa ấy, hay là để mà làm được nhiều bài hóa thì chúng ta cần phải nắm được cái tên hóa chất, được chưa? Đây CH nối 3 CH cộng với lại HCl ở điều kiện là 150 đến 200 độ C các cháu nhé. 150 đến 200 độ C trong xúc tác là HgCl2 thì cách xúc tác này và cái nhiệt độ này thì chỉ làm đứt gãy một liên kết pi. Vậy ở đây mình có đứt gãy một liên kết pi CH chia. Ok chưa? Đứt gãy một liên kết pi. Nhớ nhá, đứt gãy một liên kết pi thì thu được hợp chất X, thì ở đây mình có là H cắm ở đây, CL cắm ở đây và đem trùng hợp X, được chưa? Hello chào Mạnh Dũng, đem trùng hợp X mình có này, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này thì mình thu được là gì? CH2 này, được chưa? CHCl này, được chưa? Được chưa? Vậy này, mình có này, anh này cộng thu được chất X, vậy đây là chất X này. Trùng hợp thì thu được polymer Y này. Vậy chất X của chúng ta, anh này có tên gọi là vinin clorua, các cháu nhớ nhá. Và khi trùng hợp nó thì mình thu được một anh nữa là anh poly vinin clorua. Ok chưa các cháu? Vậy ở đây mình có này, đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, vinin clorua và polyvinin clorua. Đấy, cái việc học hóa thì nó không quá là khó, nhưng mà nếu mà các cháu mà chăm chỉ thì mình hoàn toàn mình có thể làm chủ được môn hóa nhá. Hoàn toàn mình có thể làm chủ được môn hóa. Ok. Mình sang câu 26 nhá. Mình sang câu 26. Với chất xúc tác HGSO4, những câu này nó hơi khó khó một chút, các cháu cùng cố gắng cùng làm, cùng tập trung vào, cùng comment đáp án nhá. Cùng tập trung, được chưa? Cùng tập trung. À Lê Trần à, chia ra cái liên kết đấy là bởi vì là cái liên kết pi bị đứt đi. Đây. À, có bạn Lê Trần bạn hỏi là tại sao lại chia được đấy? Bởi vì thế này này. Đây chia đấy thế này là bởi vì nhá. Carbon này vốn dĩ đang là hóa trị 4. Đúng chưa? Đứt một liên kết pi đi thì nó chỉ còn 1 2 3 ba hóa trị thì phải chia hai cái này ra để đủ được hóa trị 4 nha em. Hiểu chưa? Mình có này, sang câu tiếp theo này. Câu số 26 chắc chú giảng hơi nhanh, chú Minh giảng chậm chậm lại cho các cháu nhá. Được chưa?
Chúng mình giảng chậm chậm lại cho các cháu nhé. Câu 26. Câu 26. Câu 26. Mình có này, với chất xúc tác HGSO4. Với chất xúc tác HGSO4. Nào, với chất xúc tác HGSO4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp, khi hydrat hóa metin amin thì mình thu được sản phẩm nào dưới đây nhá. Các cháu nhìn kỹ nhá. Với chất xúc tác HGSO4 trong môi trường axit ở nhiệt độ thích hợp, khi hydrat hóa metin acetylen ở đây cháu này là CH3 này, C này, nối 3 này, CH, đây là metin này, acetylen. Ok chưa các cháu? Đấy nhá. Thế bây giờ khi hydrat hóa là cộng với lại HOH. Được chưa? HOH trong môi trường HG2+ nhá, trong H cộng. Được chưa? Thì hoàn toàn mình được này, lại tương tự như chúng mình giảng cho cháu hiểu nhá. CH3 này, C này, một liên kết pi bị đứt ra chìa ra hai cái vạch. Một liên kết pi bị đứt ra chìa ra hai cái vạch nhá. OH bây giờ là chân dài như chúng mình giảng lúc nãy đúng không? Chân dài thì cặp với đại gia nhá. Chân dài cặp với đại gia, vậy ở đây thằng này là carbon bậc 1 này, thằng này carbon, thằng này chắc chắn là ở giữa đúng không? 1 2 3 bậc 3, vậy thằng này to hơn. Vậy là nó sẽ cặp với OH ở đây và một H ở đây. Đúng chưa? Rõ ràng ở đây thì nó vốn dĩ nó đã có một H nữa rồi. Thế nhưng mà nó khổ nỗi là thế này, OH này đính vào carbon chứa nối đôi không bền. Ngay lập tức nhá, phải bỏ bồ đi, bán sới đây, C nối đôi O này. CH3 các cháu nhìn rõ chưa? Và anh này là tên của nó là aceton các cháu nhá. Anh này là aceton. Được chưa? Thôi các cháu ngoan đi, học bài đi, làm bài tập đi nhá. Comment đáp án nhiều vào. Chúng mình thấy là các cháu đang không tập trung vào bài học cho lắm. Tập trung vào bài học, làm bài tập, comment đáp án để chúng mình coi những câu này là những câu rất hay thi nhá. Những câu này những câu quan trọng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Được chưa? Đứa nào mà không tập trung comment đáp án, không học bài tí nữa có comment đáp án, chúng mình nhớ tên, chúng mình ghi lại, chúng mình không gửi quà cho đâu nhá. Câu 27 nhá. Mình tiếp này sang câu 27. Câu 27. Học thì không học, cứ yêu chả đương. Vinin acetylen, vinin này, vinin này, vinin này, CH này. Đây, C nối 3, CH, được chưa? Đây là vinin này, acetylen này. Tác dụng với hydro, tác dụng với hydro là H2, được chưa? Đây, mình có này. Xúc tác này, phở dê trên phở bò CO3. Phở dê trên phở bò CO3. Thì cái xúc tác mà khi ta ăn phở dê trên phở bò ấy thì nó chỉ bẻ gãy liên kết 3 chứ không bẻ gãy liên kết đôi. Ok chưa? Chỉ bẻ gãy, các cháu nhớ nhá, xúc tác phở dê trên phở bò chỉ bẻ gãy liên kết 3, không bẻ gãy liên kết đôi. Vậy ở đây mình có tạo thành CH2 nối đôi CH gạch C này, H này nối đôi này CH2. Ok. Vậy thì hoàn toàn thì ta sẽ thu được cái này. Anh này. Được chưa? Thế thì anh này thì có tên gọi là gì? Chúng ta nhìn nhá. Anh này tên gọi là butadien. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Butadien. Ok. Nào câu 28. Câu 28. Nào ta có này. Câu 28. Ở điều kiện nhiệt độ, áp suất xúc tác thích hợp, hai phân tử acetylen. Hello chào Lê Trinh, chào Bích Phương. Cho em hỏi để làm sao có thể biết trong hợp chất có bao nhiêu liên kết pi. Ở đây có bạn Bích Phương, bạn ấy hỏi là làm sao để biết được bên trong một hợp chất có bao nhiêu liên kết pi. Thì các cháu quan sát nhé. Mình cứ nhớ thế này này. Một liên kết đôi, một liên kết đôi thì bằng một liên kết sigma cộng một liên kết pi nhá. Gồm, ghi này, không nhầm đếm nhẫn. Một liên kết 3 thì gồm một liên kết sigma cộng hai liên kết pi. Ok chưa? Đấy, cứ nhớ như vậy là làm được nhá Bích Phương nhá. Chào Lê Trinh. Ok, Lê Trinh vào xong rồi là comment đáp án nhá, comment đáp án nhá. Nào, mình có này, tiếp tục này, sang câu 28 này. Sang câu 28 nhá. Mình có sang câu 28 này. Ở điều kiện nhiệt độ áp suất thích hợp thì hai phân tử acetylen có thể cộng hợp với nhau tạo ra sản phẩm nào sau đây? Đây, acetylen này, CH này. Ở đây mình có acetylen là C2H2 đúng không? Đúng chưa? Nhiệt độ áp suất hai phân tử, đây hai, nhiệt độ này, áp suất này, xúc tác này, được chưa? Thì nó sẽ tạo thành gì? Thì cộng hợp lại thôi, thì nó tạo thành là C4H4. Chú ý ở đây là hai phân tử. Nhưng mà như vậy thì chúng ta vẫn chưa gọi được tên. Các cháu nhìn kỹ cấu trúc nhé. HC nối 3 CH này cộng với lại H này, C nối 3 này, CH này, đúng không? Nhiệt độ,
áp suất xúc tác. Ở đây chúng mình coi thằng này như x, được chưa? Là vậy là coi như phản ứng cộng hx nhá. Thì hoàn toàn mình có này, nhiệt độ áp suất xúc tác thì liên kết ba đứt ra. Liên kết ba đứt ra C này, bị đứt ra này, bị đứt liên kết này. Đây bị đứt liên kết thì đáng nhất thằng này đang là hóa trị 4 nhá, đứt một liên kết thì phải chìa một vạch ra, chìa một vạch ra. Chìa vạch ra thì có thằng khác cắm vào, đúng chưa? Thì thằng H này cắm vào cái vạch này. Đúng chưa? Anh này cắm vào vạch này là C nối 3CH. Và thằng chất này thì chúng ta viết xuống là nó là H2C nối đôi CH C nối 3CH. Thì cái phương trình này rất hay bị hỏi các cháu nhé. Cái phương trình này rất hay bị hỏi. Chúng mình vừa giảng cho các cháu hiểu đến tận bản chất luôn. Anh này có tên gọi là vinin acetylen, được chưa? Vinin acetylen nhá. Vinin acetylen, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, được chưa? Các cháu đã hiểu cái chỗ này chưa nào? Vinin acetylen, các cháu đã hiểu cái chỗ này chưa? Ok, hiểu chưa nhỉ? Ok, hiểu rồi là tốt nhá. Thế nhá. Ok. Tiếp tục, mình có này, sang câu 29. Sang câu 29. Rồi các cháu tập trung vào học bài nhá. Các cháu vào học bài nhá, tập trung vào nhá. Nào mình có này, câu 29. Có bao nhiêu đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C6H10 và có phản ứng với dung dịch AgNO3? Đấy nhá, phân tử C6H10 này. Đây có bao nhiêu đồng phân ankin ứng với công thức phân tử là C6H10 nhá, mà có phản ứng với dung dịch AgNO3. Thế thì để mà điều kiện mà phản ứng được với AgNO3 ấy, để mà phản ứng được với AgNO3 thì khi và chỉ khi nó có hydro linh động. Được chưa? Vậy ở đây điều kiện là có hydro linh động các cháu nhá. Đấy. Nhá, được chưa? Có hydro linh động vậy thì hoàn toàn mình được này, C6 này. Thì mình vẽ ra, hydro linh động là có liên kết ba đầu mạch, mình cứ vẽ liên kết ba đầu mạch là xong nhá. Đây nhá, thằng này có liên kết ba đầu mạch, đúng chưa? Vậy là 1. Được chưa? Tương tự này, vậy mình sẽ đến mạch C5. Mạch C5 đây. Được chưa? Thì nối đôi cắm đây là 2. Đúng chưa? Tiếp tục vẫn là mạch C5 nhá. Liên kết 3 phải nằm ở đầu mạch đã. Đây, liên kết thằng này đứng đây là. Được chưa? Vậy là mình đã có 1 chất, 2 chất, 3 chất. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Mình có tiếp này. Đến cái mạch C4 này. Mạch C4 nhá. Đây mạch C4. Nếu mà mạch C4 này thì không thể điền được liên kết 3, hiểu không các cháu? Không thể điền liên kết 3 thằng này. Thế vậy ở đây mình có này. Đây, anh này, nhìn rõ chưa? Thì đây là mạch C4 này. Thằng này hoàn toàn điền liên kết 3 đầu mạch. Đúng chưa? Đây là chất số 4. Vậy mình có chất số 1, chất số 2, chất số 3 và chất số 4. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là có 4 đồng phân ankin ứng với công thức phân tử C6H10. Được chưa? Được chưa? Có 4, 1, 2, 3, 4 nhá. Nhớ chưa các cháu? Đấy nhá, có 4 nhá. Ok, 29 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Ok. Nào mình sang câu 30. Được chưa? Mình sang câu 30 nhá. Nào, đấy câu 30, bây giờ các cháu comment đáp án câu 30. Các cháu tập trung comment đáp án câu số 30, tập trung vào bài học nhá. Tập trung vào bài học, comment đáp án câu số 30 xem nào. Đấy, comment đáp án câu số 30. Nào, comment đáp án câu số 30. Để làm sạch ethylene có lẫn acetylene thì ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây? Đấy, comment đáp án câu số 30, chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu comment đáp án câu số 30. 30 nhá, 30, 30 chúng mình bỏ rồi. Đấy, những cháu nào mà comment đáp án câu số 30 thì chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu đấy. Đây, Đức Diếp đây. Đức Diếp comment đáp án câu số 30. Đức Diếp share video livestream lại về tường rồi, gửi quà cho Đức Diếp nhá. Gửi quà cho Đức Diếp đây này. Livestream dừng. À, tại vì vừa nãy là chúng mình bị không nghe thấy gì nên chúng mình phải dừng. Chúng mình thoát ra. Chào Thành Nguyễn nhá. Thành Nguyễn share video livestream lại về tường rồi đấy. Các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu số 30 nhá. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án câu số 30. Ok. Hello, chào Minh Xuân. Minh Xuân comment đáp án chưa? Minh Xuân comment đáp án rồi. Đây, gửi quà cho Minh Xuân luôn. Đấy, nhớ này, bước 1 share video livestream lại về tường. Chúng mình chỉ gửi quà cho những cháu nào đã share video livestream chúng mình thôi. Bước 2 hello. Đấy, xem nào. Phải share video livestream về tường nhá. Cháu này chưa share thì chưa có quà. Bước 1 phải share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án nhá. Bước 1 share hello chào Lê Trần. Bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Đây Lê Trần share rồi. Lê Trần share video livestream lại về tường rồi. Được chưa? Gửi quà. À, cháu Lê Trần là cháu này hôm nay là ngày đầu tiên được chúng mình tặng quà luôn này. Chào Lê Trần nhá. Hello, chào Lê Trần. Ok, Đặng Thị Tuyền này.
Chào Đặng Thị Tuyền nhá. Đặng Thị Tuyền xem video live stream chúng mình lại về tường chưa? Đây Đặng Thị Tuyền còn tổ chức cả xem chung nữa. Ôi, nhưng mà Đặng Thị Tuyền ơi, chúng mình không gửi được quà cho cháu. Chúng mình không còn gửi được quà cho cháu. Đặng Thị Tuyền chụp ảnh lại video live stream xong inbox gửi chúng mình nhá. Được chưa? Hello chào Ngô Thị Ngọc. Hello chào Ngô Thị Ngọc. Ngô Thị Ngọc xem video live stream chưa? Ngô Thị Ngọc xem video live stream rồi nhưng mà chúng mình không có cái chỗ mà gửi tin nhắn cho cháu Ngô Thị Ngọc ạ. Ngô Thị Ngọc inbox xong rồi gửi cho chúng mình nhá. Hello chào Nguyên Nguyễn, inbox chụp ảnh lại video livestream mà cháu đã share xong rồi gửi lại cho mình. Đây này bạn Nguyên Nguyễn share video livestream lại về tường nữa này. Gửi quà cho bọn bạn Nguyên Nguyễn luôn này. Gửi quà cho bạn Nguyên Nguyễn luôn này. Đấy, cảm ơn bạn Nguyên Nguyễn nha. Đấy các cháu nhớ bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Hello và chào bạn Đăng Tiến, bạn Đăng Tiến chưa share, Đăng Tiến chưa share thì chưa có quà. Hello chào Minh Duy share video livestream chưa? Minh Duy chưa share, chưa share chưa có quà. Bước 1 phải share video livestream lại về tường nhá. Hello chào Nguyễn Tươi share video livestream lại về tường chưa? Nguyễn Tươi chưa share chưa có quà. Hello chào Nguyễn Văn Long share video livestream chúng mình lại về tường chưa? Nguyễn Văn Long cũng chưa share chưa có quà. Các cháu nhớ này, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án, bạn Hoàng Nguyễn cũng chưa share. Hello chào Vi Lê, chào Sĩ Lê. Sĩ Lê cũng chưa share đấy, khổ thế. Các cháu nhớ này, điều kiện tiên quyết là phải share video livestream lại về tường đã, được chưa? Đây bạn là Nông Thị Lành chưa share. Đấy, bước 1 share video livestream lại về tường. Đấy có rất nhiều bạn chưa hiểu được cái nguyên tắc để được tặng quà. Cái nguyên tắc để được tặng quà là bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án để nhận quà nhá. Đây này, bạn Quách Ngọc Ngọc Phúc này, như bạn Quách Ngọc Phúc này. Đấy. Bạn Quách Ngọc Phúc đấy là bạn ấy share lại về tường rồi. Hello chào bạn Ngọc Hân share lại về tường chưa cháu ơi? Ngọc Hân share lại về tường chưa? Ngọc Hân share lại về tường rồi. Ok, chú Minh gửi quà luôn cho Ngọc Hân đây. Đấy Ngọc Hân nhận được rất nhiều quà của chúng mình. Đấy các cháu chú ý nhá. Thì từ bây giờ thì tình hình nó dịch bệnh nó như thế này thì chúng ta chỉ có thể học online thôi đúng không? Quỳ hợp vẫn chưa share. Quỳ hợp chưa share thì chưa có quà cháu ơi. Hello chào Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Hồng Yến share video livestream chúng mình chưa? Hồng Yến chưa share chưa có quà. À, Nguyễn Tươi vừa nãy chưa share rồi. Vi Lê share chưa nào? Vi Lê share chưa? Vi Lê share rồi gửi quà cho Vi Lê luôn. Đấy, các cháu nhớ nhá, bước 1 share video livestream lại về tường. Bước 2 là comment đáp án. Ok nhá. Bây giờ chúng ta tiếp tục học tiếp nhá. Chúng ta tiếp tục học tiếp nhá. Chúng ta tiếp tục học tiếp. Câu số 30. Câu số 30. Để làm sạch ethylene có lẫn acetylene thì ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây? Câu 30. Để làm sạch ethylene có lẫn acetylene. Thế thì ethylene là công thức thế nào? Ethylene là CH2 nối đôi CH2. Thế còn acetylene thì công thức thế nào? Là CH nối 3 CH các cháu nhá. Được chưa? Thì thế thì mình phải hiểu về cái mặt bản chất, nếu cho brom dư thì nó tác dụng với cả thằng nối đôi và cả thằng nối ba, vì vậy nên là không lọc được thằng nào cả. Được chưa? Để làm sạch ethylene mà thì phải dùng một thằng tác dụng với acetylene. KMnO4 thì nó cũng ăn hết cả hai thằng này. Đúng chưa? Cũng bỏ nốt. Vậy ở đây mình có này, các cách đều đúng thì chắc chắn là sai rồi. Vậy ở đây chúng ta sử dụng thằng AgNO3. AgNO3 trong NH3 dư, được chưa? Đấy, thì thằng AgNO3 này này thì nó ăn những cái thằng mà có liên kết ba đầu mạch hay là có hydro linh động, được chưa? Vậy thì thằng AgNO3 này nó xử cái thằng C tạo thành CAG nối 3 CAG, nó tạo thành kết tủa màu vàng chóe. Đúng chưa? Thì cái anh này tạo kết tủa rồi thì anh này còn là khí bay lên thôi. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Sang câu số 31. Sang câu số 31 nha. Câu 31. Dẫn 5,6 lít khí acetylen. Dẫn 5,6 lít khí acetylen thì mình có này, thằng acetylen của mình là C2H2 đúng không? C2H2 CH này nối 3 này, CH sang bài tập rồi đấy. 5,6 thì mình tìm được số mol bằng 5,6 chia 2,4 thì bằng 0,25 mol. Đi qua dung dịch AgNO3 trong NH3. AgNO3 trong NH3. Được chưa? Vậy thì hoàn toàn nó sẽ tạo thành kết tủa nhé. Hoàn toàn nó tạo thành kết tủa là CAG nối 3 CAG kết tủa màu vàng. Ok chưa? Kết tủa màu vàng. Thế thì anh này tạo thành kết tủa màu vàng, anh này là 0,25. Vậy suy ra thằng này là 0,25. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng nhá. Hoàn toàn ở đây chúng ta tìm được khối lượng là 0,25 nhân với 240. 0,25 mà nhân với lại 240 thì của mình bằng 60. Được chưa? Bằng 60. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok cả nhà nhìn rõ chưa? Nhá, dẫn 5,6 lít khí acetylen đi qua dung dịch AgNO3. Và cái câu này là cái câu mà rất hay thi nhá, cả nhà chú ý tập trung nhá. Câu 31 này là câu rất rất hay thi.
Được chưa? Mình có này, acetylene vào AgNO3 trong NH3 thì thu được kết tụa vàng. Và anh này là cực kỳ đặc biệt. Anh này cực kỳ đặc biệt bởi vì nó có hai hydro linh động. Ok? Mình có này, sang câu tiếp. Câu số 32. Câu số 32 level tăng thêm một chút. Đây về phần bài tập câu 32, tăng level thêm một chút xíu. Câu 32 mình có hỗn hợp A gồm propin. Đấy, hỗn hợp A gồm propin. Như kiểu hôm nay là chúng ta học về bài tập nên là các bạn không có máu comment đáp án nhiều lắm nhỉ. Các bạn cố gắng nhá. Bởi vì là trong phần thi chúng ta thì có 24 câu lý thuyết và 12 câu và 16 câu bài tập. Thế nên chúng ta cần phải cố gắng làm những câu bài tập dễ. Đây là những dạng bài tập dễ thì thầy muốn là các em hay là các cháu cũng có thể làm được. Hỗn hợp A gồm propin. Propin mình học bài mới luôn mà. Propin đây, C này, CH3 này và một ankin X. Đây ankin X mình chưa biết. Lấy theo tỷ lệ mol 1:1 vậy thằng này là A thì thằng này là A này. Biết 0,3 mol. Vậy tổng số mol thằng này là 0,3. Thế mà tỷ lệ là 1:1 nhá. Thế mà tỷ lệ là 1:1 vậy mình có là 0,3 chia cho 2 thì số mol anh này bằng 0,15. Số mol anh này cũng bằng 0,15 luôn. Được chưa? Tác dụng vừa đủ với AgNO3. AgNO3 trong NH3. Đây cả nhà cùng nhìn nhá. Đây là 0,45 mol AgNO3. Đây là vừa đủ, được chưa? Đề bài cho chúng ta là vừa đủ. Thế thì ở đây chúng mình có một cái skill thế này để cho các cháu cùng nhìn này. Ở đây chúng ta sẽ có là số hydro linh động trung bình nhé. Chỗ này mình sẽ tính ra số hydro linh động trung bình. Số hydro linh động trung bình thì chính bằng số mol AgNO3 bằng số mol AgNO3 trong NH3 chia cho số mol của hỗn hợp A. Được chưa? Ta có này, số mol AgNO3 trong NH3 bằng 0,45. Số mol hỗn hợp A ở đây bằng 0,3. Vậy ta có nhé, 0,45 mà chia cho 0,3. 0,45 chia 0,3 bằng 1,5. Ok, 1,5. 1,5, được chưa? Vậy thì hoàn toàn mình sẽ có này, số hydro linh động bằng 1,5. Số hydro linh động bằng 1,5. Vậy mình nhìn này, ở đây có là một hydro linh động, đúng chưa? Ở đây có một hydro linh động. Vậy suy ra này, anh này sẽ lớn hơn 1 nhá. Anh này nhỏ hơn, được chưa? Anh này là nhỏ hơn, được chưa? Vậy hoàn toàn mình sẽ có là cái anh 1,5 này nhỏ hơn một thằng nào đó. Thì thường thì do là tỷ lệ số mol bằng nhau nên 1,5 này nó sẽ là trung bình, được chưa? 1,5 này nó sẽ là trung bình, vậy nó sẽ là 2. Ok, được chưa? Nó sẽ là 2. Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ chọn được, hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ chọn được là một anh nào đó mà có hai hydro linh động. Bởi vì anh propin này của chúng ta có một hydro linh động rồi. Vậy suy ra x của chúng ta phải có hai hydro linh động. Ok, x của chúng ta phải có hai hydro linh động, các cháu chú ý nhá. Do x của chúng ta có hai hydro linh động, được chưa? Mà lại đúng theo tỷ lệ mol 1:1. Vậy hoàn toàn mình sẽ có này, hai hydro linh động. Thế mình xem nhá, thằng bút 1 in này, thằng bút 1 in, bút 1 in đây, HC này, gạch C này, gạch C này, đúng chưa? Anh này chỉ có một hydro linh động thôi, được chưa? Một hydro linh động, vậy loại A. Được rồi. Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục nhá, mình có này, acetylene của mình thì sao? Acetylene của mình đây anh này, anh acetylen này, H này, C này, nối 3 này, CH. Mình nhìn thấy anh acetylen của chúng ta thì có hai hydro linh động, nhìn rõ chưa? Hai hydro linh động. Vậy acetylen được. Thế thì nếu mà như bình thường, nếu mà như bình thường thì chúng ta sẽ đi chọn đáp án B, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta phải nhìn nốt cái thằng C bút 1,3 đi in. Bút 1,3 đi in của chúng ta là đây. Đây là bút 1,3 đi in. Đây, nhìn kỹ nhá. Bút 1,3 đi in thì nó có một hydro linh động ở đây và một hydro linh động đầu này. Được chưa? Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có này, hoàn toàn ở đây nó sẽ có là hai hydro linh động, được chưa? Hai hydro linh động, vậy hoàn toàn mình sẽ được là thằng acetylen cũng có hai hydro linh động, thằng bút 1,3 đi in của chúng ta cũng có hai hydro linh động. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, cả B và C đều đúng. Ok, D, cả B và C đều đúng. Vậy câu 32 đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Các cháu tập trung vào học nhé. Các cháu tập trung vào học comment đáp án nhé. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta câu 32 là đáp án D. Chúng ta sang tiếp này. Câu số 33. Câu 33. Đốt cháy một ankin A. Câu 33 là đốt cháy một ankin A thu được 5,4 gam nước. Một cái câu này là câu rất hay thi. Câu này câu rất hay thi luôn. Và cũng là có rất rất nhiều trong đề kiểm tra của chúng ta nhé. Cũng có rất rất nhiều ở trong đề kiểm tra chúng ta. Các cháu chú ý nhé. Các cháu chú ý nhé. Thực sự chú ý vào bài tập này. Lập để ý nhé. Này mình nhìn nhé. Đốt cháy một ankin A thu được 5,4 gam nước. Được chưa? 5,4 gam nước. Lượng CO2 cho vào dung dịch nước với trong dư thu được 40 gam kết tủa. Vậy ở đây mình phải có này, công thức phân tử của ankin. Công thức phân tử của ankin chúng ta là CnH2n-2. Được chưa? Đốt cháy nó, được chưa? Đốt cháy nó là cộng với lại oxy
thì thu được nước, mình tìm được số mol nước bằng 5,4 chia cho 18. 5,4 chia cho 18 bằng 0,3 mol. Ok, được chưa? Các cháu comment đáp án nhá. 0,3 mol. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là số mol nước của mình bằng 0,3 nhá. Được chưa? Tiếp tục này, đề bài bảo là lượng CO2 cho vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 40 gram kết tủa. Vậy ở đây mình thu được CO2 nhá. Lượng CO2 này cho vào nước vôi trong dư, CO2 cho vào trong CaOH 2 lần dư. Ok chưa? Ở đây chúng ta lưu ý là đề bài bảo của chúng ta là có từ dư nhá. Phải cực kỳ quan tâm để ý đến cái từ dư này. Thu được 40 gram kết tủa này. 40 gram kết tủa. Vậy thì kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3 đúng không? Vậy kết tủa chúng ta là kết tủa CaCO3 thì hoàn toàn mình tìm được số mol kết tủa là 40 này chia cho 100. 40 chia cho 100 thì bằng bao nhiêu? Bằng 0,4. Ok. Vậy mình tìm được số mol của CaCO3 của chúng ta bằng 0,4 nhá. Vậy suy ra này, do ở đây có từ dư nên số mol kết tủa chính bằng số mol CO2 và bằng 0,4. Ok. Và do này, chúng ta nhìn nhá, thằng ankin buổi trước chúng mình đã dạy rồi. Thằng ankin thì ta luôn luôn có một điều, đấy là số mol cháy. Số mol cháy thì bằng số mol của CO2 trừ đi số mol của nước, các cháu hiểu không? Đấy, số mol cháy, cái thằng này là công thức cực kỳ quan trọng với của những thằng mà ankin với alkaden nhá. Số mol cháy thì luôn bằng số mol CO2 trừ số mol nước. Vậy hoàn toàn thì mình sẽ có là số mol cháy ở đây thay là số mol của ankin, được chưa? Thì hoàn toàn mình sẽ có bằng 0,4 trừ 0,3 thì bằng 0,1, được chưa? Bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol của ankin là bằng 0,1. Do số mol của ankin là bằng 0,1, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được là số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon thì bằng bao nhiêu? Bằng số mol CO2 chia cho số mol cháy. Số mol CO2 của chúng ta là 0,4 nhá. Số mol cháy của chúng ta là 0,1 nhá. Vậy hoàn toàn anh này bằng 4. Được chưa? Anh này bằng 4. Vậy với anh này bằng 4 thì hoàn toàn ta sẽ suy ra được được chưa? Hoàn toàn ta đã suy ra được là anh này là C4H mấy? Nào, C4H mấy? C4 mình có 4 nhân 2 là 8, 8 trừ 2 bằng 6. Vậy anh này là C4H6. Ok. C4H6 này, nhưng chúng ta để ý nhé, cái bài tập thì thường nó là chia thành hai cái phần. Cái phần đầu tiên mình mới tìm được ankin. Thường là những bài bình thường dễ thì chúng ta tìm được ankin xong nhé. Tiếp tục này, đề bài bảo này, nếu cho tác dụng với AgNO3 dư thì thu được m gam kết tủa, được chưa? Đề bài hỏi chúng ta là nếu cho tác dụng với AgNO3 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa vàng. Vậy điều này chứng tỏ rằng là C4H6 này nó phải tác dụng được với AgNO3 dư trong NH3, và do nó tác dụng được với AgNO3 dư trong NH3 thì hoàn toàn ta sẽ có nhé, chắc chắn nó phải là ankin, an1in rồi. Chắc chắn nó phải là an1in. Đây, anh an1in đây. Nhìn rõ chưa? Đây là anh an1in. Khi cho vào AgNO3 trong NH3, cho vào AgNO3 trong NH3 thì các cháu để ý nhá, thì hiđro này sẽ bị làm sao? Bị lướt đi, được chưa? Hiđro này sẽ bị lướt đi để thay thế vào thằng bạc vào. Vậy mình có là Ag này, C này, nối 3C này, CH2 này, CH3, và cháu này tạo thành kết tủa máu vàng, được chưa? Vậy ở đây chúng ta đã có số mol cháy là 0,1. Số mol cháy là 0,1. Ok. Vậy thì số mol kết tủa của mình cũng là bằng 0,1. Vậy tới đây chúng ta tìm được khối lượng luôn. Tới đây chúng ta tìm được khối lượng nhá, là 0,1 nhân với nào? 0,1 nhân với mở ngoặc đơn này, 0,1 này nhân với này, mở ngoặc đơn này, bao nhiêu nhỉ? 108 cộng với 12 cộng với 12 cộng với 14 cộng với 15 bằng 16,1. 16,1. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Các cháu chú ý nhá. Các cháu chú ý nhá. Đấy, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu 34, một câu khó hơn chút nữa. Nào, comment đáp án chúng mình xem nào. Câu 34 một câu khó hơn chút nữa nhá. Các cháu để ý nhá, một câu khó hơn chút nữa. Các cháu comment đáp án cho câu này khó phết. Câu này khó phết. Nào ta có này, câu 34, một hỗn hợp gồm C2H2 và C3H6 và C3H8 đem đốt cháy 3 gam hỗn hợp trên thì thu được CO2 này và nước này. Ở đây chúng ta có nhá, một hỗn hợp gồm C2H2 này, C3H6 này,
và C38 nhá, chúng ta lưu ý nhá. Đây mình có hỗn hợp này gồm này C2H2 này, C3H6 này, C3H8 này. Được chưa? Đem đốt cháy hoàn toàn 3 gam hỗn hợp trên. Vậy đây là đề bài cho chúng ta là 3 gam nhá. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hỗn hợp trên cộng với oxy này thì thu được này, hỗn hợp gồm CO2 này, nước này, mình tìm được số mol của nước, mình tìm được số mol của nước là 0,54 chia cho 18 bằng 0,03. Mình tìm được số mol nước là bằng 0,03. Được chưa? Mình tìm số mol của nước là 0,03. Số mol của nước là 0,03. Được chưa? Đây nhá, chúng ta nhìn thấy được là số mol của nước bằng 0,03 nhá. Đề bài hỏi là đem toàn bộ lượng CO2 ở trên hấp thụ vào nước vôi trong dư. Được chưa? Đem toàn bộ lượng CO2 ở trên hấp thụ vào nước vôi trong dư. Chúng ta cần phải lưu ý này, hấp thụ toàn bộ lượng CO2 ở trên này vào nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng là bao nhiêu gam. Thế hoàn toàn ở đây mình cần lưu ý nhá. Hoàn toàn ở đây mình cần lưu ý là mình có là số mol của thằng CO2, mình cần đi tìm số mol CO2, bởi vì ở đây đề bài cho chúng ta, được chưa? Ở đây đề bài cho chúng ta là CaOH2 lần, được chưa? Dư, nước vôi trong dư. Thế thì mình cần tìm số mol CO2. Vậy hoàn toàn chúng ta lưu ý này, ở bên trong này nhá. Ở bên trong này chúng ta có này C2H2 này, C3H6 này, C3H8 này, hoàn toàn mình có thể quy đổi được về là chỉ gồm carbon và hydro, đúng không? Vậy thì 3 gam này có phải chính bằng m của carbon cộng m của hydro, đúng chưa? Bằng m carbon cộng m hydro. Ok. Và bởi vì nó bằng m của carbon cộng m của hydro thì hoàn toàn ta sẽ được là ở đây mình có là khối lượng từ số mol của nước này thì mình tìm được số mol của hydro sẽ bằng 2 lần số mol nước, 2 nhân với lại 0,03 và bằng 0,06, được chưa? 2 nhân với 0,03 thì bằng 0,06. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol hydro 0,6 nhá. Vậy hoàn toàn ta sẽ có là m carbon cộng với lại 0,06. Vậy đến đây chúng ta tìm được m carbon. M carbon bằng 3 trừ đi 0,06 thì bằng 2,94. Được chưa? Thế thì khả năng cao ở đây là ở chỗ này là khả năng cao là cái đề này là chúng mình ghi nhầm, chỗ này nó phải là 5,4 thì mới đúng, được chưa? 5,4 thì chỗ này nó phải là 0,3. Vậy số mol của hydro nó phải là 0,3, vậy chỗ này nó phải là 0,6. Vậy ở đây nó là 0,6 thì mới chuẩn. Được chưa? 0,6 thì mới chuẩn. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được m của carbon nhá. M của carbon của chúng ta sẽ bằng là 3 trừ đi 0,6 bằng 2,4 và chúng ta chia cho 12. Chia cho 12 thì mình tìm được số mol của carbon của mình bằng 0,2. Suy ra số mol của carbon của mình bằng 0,2 và do số mol của mình carbon bằng 0,2 nhá. 0,2 thì ngay lập tức mình sẽ tìm được số mol CO2 bằng 0,2 và từ đây từ số mol CO2 bằng 0,2 thì mình suy ra được số mol của thằng kết tủa CaOH2 lần dư, được chưa? Thì mình sẽ có là CaCO3. Nhưng chú ý đề bài hỏi là khối lượng bình tăng ạ. Rất nhiều bạn bị mắc bẫy ở đây. Đề bài hỏi là khối lượng bình tăng một pha, rất nhiều đứa sẽ đi chọn ngay đáp án nhé, là 0,2 thì chỗ này là 0,2 thì 0,2 nhân với 100 thì là bằng 20 gam, và rất nhiều đứa là chọn ngay là 20 gam thì là toang luôn, bởi vì ở đây đề bài hỏi khối lượng bình tăng. Và rất nhiều cháu chú ý một điều như thế này này, được chưa? Đấy, rất nhiều cháu phải chú ý điều này. M bình tăng thì chính bằng m vào, được chưa? Mà m vào là gì? Đấy, m vào là gồm những cái gì? Là những cái gì vào bình là CO2 và nước, được chưa? M bình tăng thì chính bằng m của CO2 cộng với m của nước. Ok chưa? Vậy hoàn toàn mình sẽ có nhá, m CO2 của mình bằng 0,2 nhân với lại 44 cộng với m nước của mình là 0,3 nhân 18 thì mới ra được đáp án đúng, được chưa? Các cháu chú ý chưa? Vậy mình có này, 0,2 nhân 44 cộng với 0,3 nhân 18. 0,2 nhân 44 cộng 0,3 nhân 18 bằng, được chưa? 14, chỗ này hình như là chúng mình bị ấy nhầm. Chỗ này là 0,3 nhân đầu đem toàn bộ lượng CO2 trên hấp thụ vào bình nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng là, ở đây đề bài hỏi chúng ta là khối lượng bình tăng là bao nhiêu, đúng không? À đây là đem lượng CO2 thôi. M bình tăng là m bình vào, các cháu, là ở đây thằng nước bị đem toàn bộ lượng CO2 nhá. Vậy ở đây là m vào thì chính là bằng m của CO2. M của CO2 thì là bằng bao nhiêu? Bằng 0,2 nhân 44. 0,2 nhân 44 thì bằng 8,8, được chưa? Ok chưa? Bằng 8,8. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 34 đáp án D cả nhà nhá. Câu 34 đáp án D nhá. Mình sang câu tiếp theo này, câu 35. Những câu này bắt đầu khó lên hơn rồi. Những câu này bắt đầu khó hơn lên hơn rồi. Được chưa? Đúng rồi, họ chỉ bảo đem CO2 thôi. Chính xác. Ok. Câu 35 nhá.
câu 35. Một hỗn hợp gồm ethylene, một hỗn hợp gồm ethylene và acetylene có thể tích là 6,72. Một hỗn hợp gồm ethylene và acetylene có thể tích là 6,72. Vậy mình có này, ethylene của mình là CH2 nối đôi CH2 này. Acetylene của mình là CH này nối 3 này, CH này có thể tích là 6,72 lít. Thì mình tìm được số mol của bọn này là bằng 0,3 mol nhá. Được chưa? 0,3, tại vì đề bài hỏi mờ bình. Tại vì đề bài hỏi mờ bình đang tiến ạ. Đề bài hỏi mờ bình, và lý do mà đề bài hỏi mờ bình nên là nó tính cả kết tủa, vì kết tủa vẫn ở trong bình. Được chưa? Cho hỗn hợp đó đi qua dung dịch brom dư. Các bạn chú ý vào học nhá. Tập trung vào học nha. Những câu này là những câu mà chúng ta hoàn toàn ở trên lớp có thể là chưa học, nhưng mà đây là những câu mà dạng rất là hay thi ở trên lớp, thì các em cần phải chú ý học để mình nắm vững được bản chất thì mình mới học được sang chương trình lớp 12 được nhá. Ở đây mình có này, brom này, hỗn hợp quá đó đi qua bình brom dư để phản ứng hoàn toàn, thì bình brom nó sẽ giữ lại hết cả hai hàng này. Được chưa? Nó vẫn giữ lại ở hết trong này. Vậy lượng brom phản ứng, bạn Ngọc Hoàng ơi, không phải là nó còn ở trong dung dịch mà nó vẫn còn ở trong bình nhá. Nó vẫn còn ở trong bình, Ngọc Hoàng nhá, chứ còn nó không còn ở trong dung dịch. Được chưa? Đây các cháu phải chú ý này, có rất nhiều cháu nhắn tin hỏi chú thế này. Thế M bình tăng, M bình tăng thì nó khác với lại M dung dịch như thế nào? Được chưa? Thì M bình tăng thì bằng tất cả M vào. Được chưa? M vào thì nó có thể là MCO2 cộng M nước, hoặc cũng có thể là chỉ có mỗi MCO2 như vừa nãy, tùy vào đề bài cho. Được chưa? Còn lại delta M dung dịch nhá. Delta M dung dịch thì bằng M vào trừ M ra, cả nhà hiểu chưa? Delta M dung dịch thì bằng M vào trừ M ra. M vào là tất cả những cái gì ra vào, M ra là M kết tủa. Ok chưa? Đấy thì mình phải phân biệt giữa hai cái, một cái là M bình tăng, một cái là delta M dung dịch. Ok? Thế thì hoàn toàn mình có này, cho hỗn hợp đó qua dung dịch brom dư để phản ứng xảy ra hoàn toàn, lượng brom phản ứng là 64g, thì chúng ta tìm được số mol brom nhé. Chúng ta tìm được số mol brom bằng 64 chia cho 160 bằng 0,4 mol. Ok? 64, vậy là mình có là số mol brom phản ứng là 0,4. Hoàn toàn ở đây chúng ta cần lưu ý tiếp. Hoàn toàn chúng ta cần lưu ý ở đây tiếp là cái anh anken này này. Anh anken này thì ăn một brom bởi vì nó có một liên kết pi. Một nối đôi thì có một liên kết pi. Đầu buổi nãy chúng mình nói rồi, đúng chưa? Một nối đôi thì có một liên kết pi. Vậy là ăn một brom, được chưa? Vậy nếu đặt số mol anken là A thì số mol ăn brom của nó là A mol, được chưa? Tiếp tục, nếu mình đặt số mol của ankin, nếu mình đặt số mol ankin là B. Ok, nếu mình đặt số mol ankin là B thì chúng ta lưu ý là thằng ankin chúng ta là có hai liên kết pi, được chưa? Và do là có hai liên kết pi nên là nó sẽ ăn 2B cộng 2B. Ok, được chưa? Chú ý nha. Vậy anh này là A này cộng với lại 2B. Ok, vậy hoàn toàn này chúng ta sẽ có hệ phương trình. Chúng ta sẽ có hệ phương trình đây là A cộng B thì bằng 0,3. Được chưa? A cộng với B ở đây bằng 0,3. Đấy là một phương trình. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn về brom. Mình có là A cộng 2B thì bằng 0,4. A cộng với 2B ở đây thì bằng 0,4. Ok, vậy hoàn toàn tới đây chúng ta không cần bấm máy tính mình cũng có thể nhẩm được, đúng không? Lấy dưới trừ trên, 2B trừ đi B, vậy B sẽ bằng là 0,1. Được chưa? Vậy B bằng 0,1 rồi thì mình tìm được A bằng 0,3 trừ 0,1 thì bằng 0,2. Thế nhá. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm ra được là số mol của acetylene này, anh này là bằng 0,1 này. Số mol của thằng ethylene này là bằng 0,2 này. Ok chưa? Vậy đề bài bảo phần trăm về thể tích ethylene và acetylene. Thế chú ý nhá, đề bài hỏi phần trăm về thể tích. Phần trăm về thể tích thì cũng chính là phần trăm của số mol. Vậy hoàn toàn mình được là 0,2 chia cho mở ngoặc đơn tổng số mol là 0,2 cộng 0,1. 0,2 cộng 0,1 bằng đấy nhân với 100% là bằng 66,67%. Vậy mình suy ra được phần trăm của ethylene là bằng 66,67% nhá. 66,67 thì loại A, được chưa? Loại B, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, đáp án đúng chúng ta đáp án C nhá, cả nhà hiểu chưa? Rất là dễ thôi, nhưng mà những cái câu này rất hay thi đấy. Càng lúc thì bài tập của chúng ta càng tăng cao level lên. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 36 nhá. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu số 36. Dẫn 17,4g, dẫn 17,4g hỗn hợp khí X gồm propin nhá. Dẫn đề bài cho ông ta này, 17,4g. Ok, 17,4g hỗn hợp khí gồm propin. Propin mình phải nhớ được công thức của propin nhé. Đây anh này C nối 3 này, C này, CH3 này. Và bút 2-in, bút 2-in này là CH3 này, C nối 3C này, CH3 này. Lội thật chậm qua bình đựng dung dịch Ag nối 3 trong NH3. Lội thật chậm nhé. Đề bài nói chúng ta là lội thật chậm qua bình đựng dung dịch Ag nối 3 trong NH3. Được chưa? Dư thì thấy có 44,1g kết tủa xuất hiện. Thế ở đây chúng ta lưu ý rằng là để mà kết tủa với Ag nố 3 trong NH3, để mà có kết tủa với Ag nố 3 trong NH3 thì chúng ta phải
thì chúng ta phải có cái điều gì, thì chúng ta phải có hydro linh động. Vậy anh này là không có hydro linh động, được chưa? Vậy không phản ứng. Vậy suy ra kết tủa ở đây chỉ có anh này thôi, anh propin thôi. Ag C này nối 3 này, C này CH3 này, kết tủa này, được chưa? 44,1 gam kết tủa nhá. 44,1 gam kết tủa, vậy mình tìm được số mol luôn. Mình lấy 44,1 chia cho mở ngoặc đơn này 108 cộng với lại 12 cộng với lại 12 cộng với lại 15 bằng số mol là 0,3 mol. Ok, số mol là 0,3 mol, được chưa? 0,3 mol. Vậy thì mình có số mol kết tủa này cũng chính bằng số mol anh này, và anh này bằng 0,3 này, được chưa? Với anh này bằng 0,3 thì hoàn toàn chúng ta tìm được anh bút 2 in, đúng không? Hoàn toàn chúng ta tìm được anh bút 2 in. Chúng ta lấy là 17,4 nhá, trừ đi 0,3 nhân với phân tử khối, là thằng này là bằng 12 cộng 1 là 13 này, cộng với lại 12 này, cộng với lại 15 này, được chưa? Thì bằng 5,4, được chưa? Đấy, vậy là khối lượng của anh dưới này bằng 5,4 gam. 5,4. Nhưng mà đề bài hỏi là phân chắc thể tích nên mình cần tìm số mol. Số mol thì mình có là 5,4 này mà chia cho phân tử khối này, 15 cộng 12 cộng 12 cộng 15 bằng 0,1, được chưa? 0,1. Ở đây ta có này, phần trăm về thể tích mỗi khí. Đề bài hỏi phần trăm về thể tích. Phần thể tích, phần trăm về thể tích cũng chính là phần trăm về số mol, được chưa? Vậy anh này là 0,3 nhá. 0,3 chia cho 0,3 cộng 0,1 bằng nhân với 100 bằng 75%. Vậy suy ra anh C3H4 là 75%. Mình nhìn đáp án này, A bỏ, B bỏ, D bỏ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok, mi mèo chính xác, rất tốt nhá. Câu 36 chính xác, ngon lành cành đào. Được chưa, cả nhà hiểu chưa? Rất là dễ thôi, đúng không? Nhưng mà đôi khi là những cái phần mới thì chúng ta cần phải cố gắng lên một chút xíu, chúng ta để ý một tí xíu chúng ta mới làm được. Chúng ta sang câu số 37. Câu số 37 này thầy khẳng định là rất dễ có ở trong đề kiểm tra của các em nhá. Thầy khẳng định là rất dễ có trong đề kiểm tra các em. Câu số 37. A có công thức phân tử là C7H8. A có công thức phân tử là C7H8. A phản ứng với Ag nối 3 trong NH3 dư thì thu được chất B. Được chưa? Mình lưu ý nha. A có công thức phân tử là C7H8. A phản ứng với Ag nối 3 dư thu được chất B. Biết MB trừ MA bằng 214. Được chưa? MB trừ MA, được chưa? Bằng 214. Và nếu mình lấy thằng này chia cho 107 đấy, thì bằng số hydro linh động. Hydro linh động, lưu ý nhá, skill cực kỳ kinh khủng. Mình có số hydro linh động thì luôn bằng phân tử khối của kết tủa trừ đi phân tử khối của ankin và chia cho 107. Nhớ phải lưu cái công thức này lại nhá. Đây là công thức cực kỳ kinh khủng ở trong cái phần ankin này. Thế thì hoàn toàn mình có 214 chia 107 thì bằng 2. Vậy suy ra C7H8 của chúng mình có 2 hydro linh động. Có 2 hydro linh động, được chưa? Và do C7H8 chúng ta có 2 hydro linh động, vậy 2 hydro linh động thì nó phải có 2 liên kết 3 đầu mạch. Bây giờ mình đi vẽ cái đồng phân của C7H8 và cứ có 2 hydro linh động hay là 2 hydro linh động ở đầu mạch là xong. Được chưa? Mình có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Đây, một cháu này là có 2 hydro linh động đầu mạch này, đúng chưa? Cứ có nối 3 đầu mạch thì nó có hydro linh động ở đầu mạch, được chưa? Một cháu nhá. Tiếp này, cháu này này, C, đây là C7 rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, ok chưa? C6 này, thì hoặc một carbon cắm đây, đúng chưa? Ở thằng này có trục đối xứng này, nên carbon cắm đây đều như nhau. Vậy là mạch C6 là thêm một cháu nữa, được chưa? Mạch C5 đây, được chưa? Liên kết 3 đầu mạch này, liên kết 3 đầu mạch này, hoặc là C này, cắm C xuống dưới đít này. Được chưa? Đây là chất thứ nhất, đây chất thứ hai, đây chất thứ nhất này, đây chất thứ hai này, đây chất thứ ba này, đúng chưa? Và chúng ta có chất thứ tư nữa, rất nhiều đứa quên cái chất thứ tư này. Đây, C5 này. C5 nhìn kỹ nhá, mạch C5, 1 2 3 4 5, mạch C5 này. Thằng trên, thằng dưới này nữa. Được chưa? Vậy là chúng ta có 4 chất nhá, các cháu hiểu chưa? Chúng ta tổng cộng có 4 chất. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án C4. Ok. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C4. Ok, hiểu chưa nhỉ? Đây chúng mình để lại một tí cho chúng ta cùng nhìn nha, chúng ta cùng nhìn nhá, chúng ta cùng nhìn để cùng hiểu nhá. Ok, hiểu chưa? Nào, mình sang câu số 38. Lại là một câu đấy, những cái câu cuối này chúng mình để dành xuống những cái phần cuối này để cho chúng ta làm cho nó phê, để mà cho những bạn nào mà muốn làm bài tập ấy thì các bạn ấy có thể nắm rõ được các cái dạng. Ở đây thì cũng không có nhiều thời gian để chúng mình chia dạng cho chúng ta, thì chúng mình tranh thủ giải cho các em những cái bài tập mà nó hay thi nhiều nhất, được chưa? Mỗi câu một dạng thôi để cho chúng ta có thể làm quen với các dạng nhé. Câu 38, cho sơ đồ chuyển hóa. Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 này. Đầu tiên nó tạo thành là C2H2 này
nó tạo thành C2H3Cl này. Sau đó nó tạo thành PVC là C2H3Cl tất cả n lần. Được chưa? Thế thì bây giờ là với cái phương pháp làm của chúng mình ấy, thì các cháu lưu ý này là chúng ta chỉ cần quan tâm đến điểm đầu và điểm cuối, không quan tâm đến quá trình. Vậy điểm đầu là CH4, điểm cuối là C2H3Cl, nhưng có n lần thì chúng mình cũng bảo các cháu luôn là bỏ n đi, mạnh dạn bỏ n đi, không để ý đến n. Được chưa? Đề bài bảo chúng ta này, hiệu suất của cả quá trình là 50% nhá. Hiệu suất cả quá trình là 50%, vậy chỗ này là 0,5. Ok. Để tổng hợp 250 kg PVC. Đây, 250 kg này. Được chưa? PVC đây. Vậy chúng mình coi nhá, kg tấn tại yến coi như gam tính toán bình thường. Được chưa? Kg tấn tại yến coi như gam tính toán bình thường. Mình có đây là 250 chia cho phân tử khối đằng này là 62,5. Được chưa? 62,5. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại. Rất nhiều cháu quên này. Chỗ này có một carbon. Ok, Mimeo làm lại đi cho nhớ. Một carbon này, đây hai carbon này. Vậy thì ở đây là 2, được chưa? Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol của set 4 nhá. 250 này, 250 này chia 62,5 này, được chưa? Được bao nhiêu chia cho 2 này? Được chưa? Nhìn nhá, 250 chia 62,5 bằng 4. Vậy chỗ này bằng 4 này. Mình lấy này thuận nhân này, 4 x 2 là 8, 8 chia 1. 4 x 2 chia 1, vậy là 8. Ok. 8 này, 8 thì mình sẽ có là 8 chia cho 0,5, bởi vì đó là thuận nhân nghịch chia. 8 chia 0,5 thì bằng 16. Ok. 16 nhá. 16 thì đề bài hỏi là giá trị của V. Thế thì mình có là 16 nhân với lại 16 nhân với 2,4 thì bằng 358,4, các cháu nhìn rõ chưa? 358,4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 358,4. Ok, ngon lành cành đào chưa? 358,4, đáp án đúng của chúng ta là đáp án A nhá. Ok, ngon lành. Bây giờ mình sang câu 39. Câu 39, càng ngày đến những câu càng khó hơn đấy. Câu 39 này. Hỗn hợp khí A chứa một ankin, một ankan và một ankin. Đấy, mình còn câu 40 là câu bot. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin này. Ankan là CnH2n, ankin là CmH2m-2. Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn. Đề bài hỏi cái gì? À thôi chết. Sorry cả nhà. Chúng mình còn chưa giải tiếp đến cái chỗ là CH4 chiếm 80%, cảm ơn Mimeo nhé. Chưa nhìn đến cái chỗ đấy. Đây này, cái đề nó che mất. CH4 chiếm 80%, vậy thì không phải là 358,4 đâu. Mình còn chưa, đây mới chỉ là thể tích của CH4 thôi. Còn đây là đề bài hỏi thể tích khí thiên nhiên cơ mà. Đề bài hỏi thể tích khí thiên nhiên mà. 358,4 chia cho 0,8 nó bằng là 448 cơ. 448, thank you Mimeo nhá. Đáp án đúng là đáp án A, thank you. Lỗi đấy. Nào, mình sang câu 39. Mình sang câu 39. Hỗn hợp khí A chứa một ankan và một ankin. Hỗn hợp khí A này chứa một ankan và một ankin, đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít ha. A, chúng ta tìm được số mol A bằng 6,72 chia 2,4 thì bằng 0,3 nhá. 0,3 này thì cần oxy này. Mình tìm được số mol oxy là 28 chia cho 2,4. 28 chia 2,4 bằng 1,25. 1,25. 1,25. Được chưa? Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H24, mình thu được hỗn hợp của mình gồm CO2 này, H2O này. Được chưa? Sau đó qua bình 2, đây nhá, bình 1 này đựng H2SO4. Được chưa? Bình 1 đựng H2O4 thì nó giữ lại cái gì? Thì nó giữ lại thằng nước. Ok? Vậy thì còn thằng CO2 thoát ra nhá. Bình 2 đựng NaOH dư. Đây thằng này đi qua bình 2 chứa thằng NaOH dư. Ok chưa? Do chứa NaOH dư thì nó sẽ giữ lại CO2. Đề bài có này, M bình 1 tăng x gam. Vậy mình có này, M bình 1 tăng chính bằng M thằng giữ lại bằng M nước là M vào mà. M vào bình 1 là M nước nhá. M bình 2 tăng, M bình 2 tăng thì chính bằng M thằng vào nó là M thằng CO2. Ok chưa? Đề bài nói M bình 2 tăng 35,2 gam. Vậy anh này bằng 35,2. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol CO2 bằng 35,2 mà chia cho 44 thì bằng 0,8. Được chưa? 0,8. Vậy mình tìm được số mol CO2 của chúng ta bằng 0,8. Ok. Ngon nhá. Đây này, cả nhà lại nhìn chú ý tiếp này. Cả nhà lại nhìn chú ý tiếp. Thế thì ở đây chúng ta có hai cách để làm. Hai cách để làm. Mục tiêu bây giờ là cần tìm được là M của bình 1 tăng. Đây giá trị x. Thế mà chúng ta hoàn toàn có thể bảo toàn oxy, bởi vì trong thằng này là thằng ankan và ankin đều không có oxy. Đúng không? Vậy mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy thì mình có này, trong này có 2 oxy, 2 nhân với 1,25 thì trong CO2 có 2 oxy, 2 nhân 0,8 cộng với trong nước chỉ có 1, 1 nhân với lại số mol nước. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol nước. Ok, được chưa? Số mol nước thì bằng bao nhiêu? Số mol nước thì bằng bao nhiêu? 2 nhân với 1,25, 2 nhân 1,25 trừ đi 2 nhân 0,8 bằng 0,9. Vậy mình tìm được số mol nước bằng 0,9.
số mol nước của mình bằng 0,9. Và do số mol nước của mình bằng 0,9 nên ngay lập tức mình tìm được khối lượng của nước là mình lấy 0,9 nhân 18 bằng 16,2. Ok, 16,2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Ngon lành cành đào nhá, đáp án A. Ok, mình còn một câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay thôi. Câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Cháu nào biết comment đáp án này, câu cuối cùng này, câu cuối cùng này mới hay này. Câu cuối cùng này mới gọi là bá đạo này, câu cuối cùng này mới gọi là kinh điển này. Câu 40 này mới gọi là kinh này. Chia hỗn hợp hai ankin thành hai phần bằng nhau. Hai ankin nhá, thành hai phần bằng nhau. Vậy ở đây mình có này, hai ankin của mình đều là CnH2n trừ 2 với n trung bình, được chưa? Được chưa? Đốt cháy hoàn toàn phần 1 là oxy này, thu được này CO2. Số mol CO2 là 1,76 chia 44. 1,76 chia 44 bằng 0,04 mol. 0,04 mol cộng với lại nước, chúng ta tìm được số mol nước là 0,54 chia 18 bằng 0,54 chia 18 bằng 0,03 mol. 0,03 mol. Ờ thế vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được ra được số mol của ankin đúng không? Bởi vì chúng ta đã có cái chiều của chúng mình rồi. Số mol ankin thì luôn bằng số mol CO2 trừ đi số mol nước. Được chưa? Vậy hoàn toàn mình có này, số mol CO2 của mình là 0,04. Số mol nước của mình là 0,03. Được chưa? Mình có 0,04 trừ 0,03 thì bằng 0,01. Vậy suy ra số mol ankin của mình bằng 0,01. Ok, phần 2 tác dụng với dung dịch brom dư. Tác dụng với brom dư. Chúng ta lưu ý nhá. Dù là hỗn hợp ankin hay là một thằng ankin thì đều nó đều ăn brom với tỷ lệ mol 1:2, đúng không? Vậy số mol ankin là 0,01 thì hoàn toàn mình suy ra được số mol brom bằng 0,01 nhân 2 bằng 0,02. Ok, số mol brom bằng 0,02. Vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng brom đã phản ứng nhá. Khối lượng brom đã phản ứng bằng bao nhiêu? Suy ra khối lượng brom đã phản ứng sẽ bằng là 0,02 nhân với 160. Ok, 0,02 mà nhân 160. 0,02. 3,2 gam. 3,2 gam, các cháu nhìn kỹ chưa? Nhá, rất nhiều cháu nhìn mắt lé thành 2,3 là toang. Được chưa? Đáp án đúng là đáp án B, 3,2 gam. Ok, buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Good be with you. Cảm ơn các cháu đã theo dõi buổi live stream hôm nay của chúng mình. Các cháu nhớ lại nhá, lịch của chúng ta nhá. Thứ 3 hôm nay là chúng ta xong về ankin này. Thứ 3 chúng ta học về alkadien. Alkadien nhá. Thứ 5 chúng ta sẽ học về benzen. Ok chưa? Các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chúng mình để theo dõi các buổi học liên tục. Thứ hai nữa là chúng mình có các buổi là dạy là thứ tư này, thứ sáu này, thứ bảy ở bên trong nhóm. Trong nhóm 2K3 học live free. Học live free. Các cháu chú ý vào trong nhóm đấy để học nhá. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các cháu. Chào tạm biệt nhá. Chúc các cháu ngủ ngon.